Nào, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái bài, đó là bài liên quan đến vùng chọn với hình tròn. Các bạn ghi đi, liên quan đến vùng chọn với hình tròn. Trước khi liên quan đến vùng chọn với hình tròn thì chúng ta sẽ bật cái internet này một tí. Còn dù sao có tí mạng. Các bạn nhìn chưa? Đấy, tôi bật vào mạng rồi đấy nhá. Rồi, bật xong thì bây giờ thì ngồi chờ vậy. Nào, công việc đầu tiên là chúng ta cứ tạo ra một cái khổ giấy. Khổ giấy các bạn có thể chọn cm, mm hoặc là pixel. Các bạn có thể chọn như này cho tôi cũng được. Ví dụ tôi chọn là 500. Và tôi để là 72 cho nhẹ. Vẫn ok thì tôi có một cái khổ giấy nhỉ. Chưa cần biết là phối màu đẹp hay không, nhưng mà chúng ta phải tạo bố cục hình tròn đã. Bố cục hình tròn có những loại bố cục như thế nào, được không ạ? Thì trước khi vào bố cục, các bạn có cần nói về nguyên lý đặt hình tròn nào cho tốt không ạ? Thực chất trong tất cả các hệ thống trường đại học, người ta sẽ dạy cho bạn một cách, đó là niêm luật bố cục. Các bạn ghi đi, niêm luật bố cục như sau. Ok, chúng ta tích vào đây một điểm. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái stroke nó tăng lên giá trị này lên ạ. Các bạn nhìn thấy cái nét của tôi chưa? Rồi, xong. Tiếp theo hai, chúng ta sẽ chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm. Cái này là tôi được học từ ngày xưa. Bức sơ khai bắt đầu vào cái con đường, gọi là con đường về thiết kế, thì người ta hay dạy cho mình những chiêu thức này để cho các bạn sau này làm nó có một cái hành trang rất là rõ ràng. Nào, tích vào đây. F7 nhá. Chúng ta lập ra một layer mới và bắt đầu chúng ta lại vẽ tiếp. Giữ shift thì chúng ta sẽ thấy là pen nó sẽ là giá trị về đường thẳng. Rồi. À, chúng ta sẽ chọn tiếp một giá trị nữa, tôi tăng giá trị to lên tí xíu nhá. Rồi. Tiếp theo, chúng ta lại lập ra một layer mới, bởi vì như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ nhìn. Pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Nên là tôi nói cho thật cho bạn biết là khi tôi chia sẻ cho bạn biết là tôi thích dạy những người mà gần như là chưa biết gì. Tại sao chưa biết gì lại dễ thế? Bởi vì tôi sẽ đi được cái đúng cái quy trình của một người thiết kế dễ hơn. Còn những người mà biết một chút xíu rồi thì cũng rất là tốt. Nhưng mà có những cái đơn giản tôi chia sẻ ngay từ lúc đầu đấy, họ hay bỏ qua. Và cái sự bỏ qua đấy thì rất là đáng tiếc. Bởi vì cái lộ trình nó thiếu một mắt xích. Em thấy một guồng máy mà chạy thiếu mắt xích làm chết rồi. Em sẽ không đi đến đích đâu. Vậy thì các bạn nhìn này, đây là cái giá trị mà người ta chia một cái bố cục của một cái hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bởi vì hồi xưa tôi được dạy là đặt một hình trong một hình vuông, đặt một hình trong một hình chữ nhật. Vậy thì tất cả các bạn thiết kế hiện tại bây giờ đang làm như thế, đó là cách sắp xếp những cái hình trong hình chữ nhật hình vuông, đúng không ạ? Em thấy là thiết kế cái gì cũng trong hình vuông và chữ nhật, đúng không ạ? Vậy đối với hình tròn, người ta sẽ không bao giờ đặt ở vị trí đó là giữa. Đây là gọi là phạm luật, hiểu cái này chưa đã? Hiểu phạm luật chưa? Có nghĩa là không bao giờ đi qua đường gì chia đôi của cái hình tờ giấy. Và tranh người ta cũng không bao giờ đặt bất cứ một cái hình gì là chia đôi cái hình này ra, trông nó sẽ rất là vô duyên. Ok, hiểu không anh chưa? Phần thứ hai, người ta cũng không bao giờ đặt vào góc. Đây gọi là đặt vào góc đấy. Điểm chết của đối tượng nó nằm ở góc. Và phần thứ hai nữa là khi người ta làm thiết kế thì người ta không bao giờ đặt bằng mép. Các bạn biết đặt bằng mép không ạ? Chúng ta đặt bằng mép này gọi là dấp dính. Chạm mép đối tượng là gọi là dấp dính. Vậy là người ta cũng không làm cái điều này. Và với hình tròn thì người ta sẽ đi liền với những giá trị như là hình, đó là hình gì ạ? Hình lượn sóng này sẽ rất là hợp lý, bởi vì dù sao nó cùng nguyên tắc của đường cong. Các bạn hiểu chưa? Tôi sẽ chuyển động với đường cong sẽ dễ chịu hơn. Ví dụ bạn làm cho trang sức thì bạn đi đường cong và thì đưa hình tròn vào nó dễ chịu hơn là so với hình vuông. Ok. Và nguyên tắc cắt với hình tròn thì nó sẽ là cắt 2/3 và 1/3 là giá trị tỷ lệ vàng trong thiết kế. Đó, ok, 2/3 là tỷ lệ. Bạn cắt vào hình gì đó thì cái cắt đấy nó sẽ khuyết thiếu. Ví dụ nó cắt một tí xíu này gọi là 1/3, còn 2/3 còn lại. Ok. Hoặc bạn cắt ngược lại là 2/3 còn 1/3 ngược lại. Chứ không bao giờ cắt một tí nhá. Không bao giờ cắt một nửa nhá. Thì đấy là cái giá trị mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn để bạn có một chút xíu về cái kiến thức, đó là về bố cục tí thôi. Thì nguyên tắc bố cục ở đây nó sẽ chia như sau. Ví dụ chúng ta lập ra một layer mới, chúng ta vẽ một cái hình.
Nhìn ạ, tôi đổ một cái màu, ví dụ đây tôi đổ một cái màu đỏ, sau đó thì tôi sẽ sang bên này tôi vẽ một cái hình lớn hơn, ví dụ thế. Nhìn ạ, ok, tôi sẽ lập ra một lấy mới, tôi đổ một cái màu. Tiếp theo tôi sẽ chọn một cái hình to hơn nữa, ví dụ như này. Đây, nó vừa vừa đấy, đấy, nó có to vừa nhỏ, ví dụ thế. Đổ một cái màu. Thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết, nguyên tắc người ta chia sẻ đó là theo hình tam giác, cắt theo hình tam giác là tốt nhất. Đó là kéo màu, thì cái nhỏ nhất là nơi sáng nhất. Các bạn nhớ nhá, nhỏ nhất là nơi sáng nhất. Cùng một tông màu đỏ, khi chuyển sang cấp độ số 2, nó sẽ trầm lên một độ. Có nghĩa đỏ này có thể là pha thêm gì, thêm đen hoặc thêm nâu, có nghĩa là sẽ tối đi nhá. Và sang cái thứ ba to nhất thì nó sẽ là trầm nhất, nó cũng là một tông màu đỏ đấy. Nhưng để tránh cái việc nghèo nàn về màu, nên người ta phải cộng màu đó với giá trị về nền ở dưới là màu gì. Ví dụ đỏ mà đang nền ở dưới nào xanh thì tôi sẽ pha thêm chút xíu màu xanh nữa đấy. Thì cái đỏ nó sẽ ánh một chút xíu xanh, thì có họ đỏ đứng với xanh là trong cái màu đỏ đấy phải có xanh ở nền dưới thì nó mới đứng được. Các bạn hiểu cái này chưa? Ví dụ đỏ cộng vàng thì là da cam đúng không? Vậy thì ông da cam chắc chắn là sẽ đứng được gần ông đỏ và ông vàng, bởi vì trong ông ấy có hai của hai thằng đó, gọi là màu có họ. Hiểu cái này chưa? Và các bạn phải lưu ý một tí là đây là những cái giá trị hình cơ bản, nhưng sau này nó có thể là trở thành cái gì ạ? Là sản phẩm. Tôi có thể cho một cái dầu, chai dầu đầu vào đây được không? Tôi có thể đặt một cái logo vào đây được không? Và tôi có thể đặt một cái hệ thống chữ vào đây được không? Cái câu chuyện này là câu chuyện kéo theo hình tam giác, và nó có phải có tính năng là kéo màu. Và xu thế bây giờ rất nhiều cô gái đi trên đường, người ta phải làm sao ạ? Cặp tóc màu đỏ thì giày tông màu đỏ, xe tôi màu hồng thì cái gì tông phải màu hồng, bởi vì đấy là đi theo tông tông. Và phần thứ hai nó đi theo bộ thời trang. Và các bạn nhớ một điều là kể cả sắp xếp về nội thất này, sắp xếp ở bất cứ đồ hạnh nào cũng người đang dùng cái thị giác như vậy. Tất nhiên lúc này thì các bạn thấy là đây là những cái hình rất bình thường, nhưng các bạn phải tư duy là sau này nó có thể là chữ không ạ? Nó là chữ, chính xác chưa ạ? Nó là sản phẩm và nó là nền background để cho các bạn có thể thiết kế một cách đúng nghĩa. Ok, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta không cần thế này nữa. Đến giai đoạn mà chúng ta sẽ làm rồi, các bạn lên đây cho tôi vào Google để thiết kế về một cái sản phẩm lịch nhé, rất đơn giản này. Bạn sẽ search cho tôi cái chữ calendar. Nhảy đúng không? 2018. Thiết kế lịch là một cái thứ mà thiết kế mà dễ nhất trong tất cả các hệ thống thiết kế. Bạn có thể thiết kế cho lịch của gia đình nhà bạn. Mạng hơi bị... Hả? Thôi rồi, cứ chờ tí đi. Trông hơi nâu. Trong khi đó thì tôi sẽ quay trở về với cái hệ thống bài tập một tí. Là các bạn nhìn thấy căn cho nó. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần Photoshop của các bạn. Ví dụ tôi chọn vào ổ e, tôi chọn vào phần Photoshop. Trong phần Photoshop thì tôi sẽ có phần sửa ảnh, tôi sẽ có phần cắt ghép, sau đó thì tôi sẽ chọn vào ảnh Photoshop. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái hệ thống, đó là một cái cậu bé và một cái này đơn giản nha, các cách đơn giản nhá. Khi người ta làm thiết kế, người ta có thể dùng một chiêu thức như sau, đó là người ta chọn cái background, là cái background mà tôi thích. Tôi thích thôi, đấy là cá nhân của tôi. Và tôi làm cho trẻ con thì tôi muốn rằng nó phải làm sao nó cực kỳ đơn giản. Và phần thứ hai là có thể hoa hết một chút xíu thì nó dễ chịu, đúng không? Rồi, cách đầu tiên là các bạn sẽ chọn vào hình cậu bé và dùng một cái hình tròn. Các bạn nhìn tròn chưa? Bạn quét qua một giá trị. Và trong quá trình khi quét đồng chọn thì bạn giữ thêm phím shift giúp tôi. Phím shift thì nó sẽ trở thành hình tròn. Và sau khi trở thành tròn thì chúng ta có thể dùng lệnh là Ctrl C. Bởi vì là chúng ta đang dùng cái vùng chọn đấy trên cái nền của thằng bé, chúng ta có thể ấn Ctrl C. Ctrl C là copy đúng không? Cái này về làm lịch cho cháu nhà bạn là được luôn. Lịch cho chính tay mình thiết kế một tờ. Okay. Sau bên này ấn vào Ctrl V thì ngay trước các bạn sẽ có được cái hình ảnh của cậu bé một cách rất là đơn giản. Nhìn không? Và tất nhiên khi đặt cũng phải có ý đồ một tí, bởi vì là cái nhụy hoa nó hình tròn. Và chúng ta cắt theo hình tròn thì chúng ta đặt đúng cái mặt cậu bé đấy vào đúng cái hình tròn đấy, thì giống như là cái nhụy hoa nó chính là gì?
là mặt của cậu bé thì nó sẽ hợp lý hơn là bạn đặt hình vuông. Các bạn đồng ý tôi hiểu không ạ? Vậy thì khi nhìn vào một vật thể thì chúng ta phải tư duy ngay là hình chúng ta muốn là dùng hình gì. À, cái nhụy hòa rất là ok. Bạn đã bao giờ xếp cái điện thoại là hình bông hoa chưa? Người ta gọi là tạo hình cho sản phẩm đấy. À, tôi rất là muốn quảng cáo về cái hình của cái nem. Em biết nem mùa đông nhận cái khăn nem mùa đông ấy. Ok, tôi sẽ xếp thành hình bản đồ của Việt Nam. Tôi chụp cái tôi sẽ làm poster nó liên quan đến nhà. À, tôi đã trải dài được khắp cả nước rồi đấy ạ. Nó có ý tưởng mà. Và thứ hai là tôi tạo hình cho nó mà. Chứ thực chất nó không có hình. Các bạn đồng ý không ạ? À, và khi mà người ta làm cho những sản phẩm đó thì người ta mới đưa cái đồng ghép cái triết lý của các bạn vào. Các bạn hiểu không? À, liên quan tại sao người ta phải, em có thấy quảng cáo trên trên TV người ta quảng cáo cái nước hoa không ạ? Hoặc là cho con gái ạ, phải cho con gái nằm trong cái bông hoa hồng. À, tại sao lại cho bông hoa hồng mà không phải là bông hoa kích nở? Đúng không ạ? Tôi nói thật cho bạn biết luôn, tại sao không phải, bởi vì là nó sẽ ví rằng là những bông hồng nó chính là những cái cô gái từ ngày xưa rồi, có rất nhiều bài thơ bài văn rồi, và bông hồng rất là đẹp và rất là sắc, đúng không? Và nó có mùi thơm rất là dễ chịu. Ok, vậy thì tôi sẽ cắt cô gái đi vào đó, hoặc tôi cắt nước hoa đi vào đó. Vậy tại sao khi người ta làm quảng cáo cho sản phẩm người ta phải tư duy rất nhanh, là nếu lòng làm dòng mùi thơm liên quan đến hoa, đồng ý không? Ok, làm về liệu phải liên quan đến cái gì, làm về đồ ăn thì background nó phải là gỗ hoặc là cái gì đó. Các bạn có thấy nhìn rất nhiều background gỗ xong rồi thả vài cái lá và mấy cái nớt đúng không ạ? Trông rất là đẹp đúng không ạ? Bởi vì nó đi theo một bộ, và cái bộ đấy thì bạn phải tư duy nhanh là tôi tìm cái gì chứ ạ. Tôi làm thiết kế tôi phải tư duy nhanh, à làm đồ ăn tôi phải tìm cái này về trước sau tôi làm thôi, thì có phải nhanh không ạ? Ok, vậy thì cái giá trị mà kêu bạn làm này thì bạn muốn làm đẹp thì tôi mới chỉ cho bạn một chiêu thức thứ nhất ở quê người ta hay làm, đó là giữ control và tích thẳng vào nơi thăm nổ của đối tượng thì nó sẽ quay trở lại vùng chậm cho đối tượng đó. Nhìn đúng không ạ? Nhìn đây, quay trở lại vùng chậm chưa? Rất đơn giản, giữ control và tích thẳng vào cái nơi thăm nổ này thì nó quay trở lại vùng chậm. Sau khi quay trở lại vùng chậm này thì chúng ta sẽ dùng công cụ M, bởi vì chúng ta đang là vùng chậm. Đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ chuột phải vào vùng chậm đó và chọn vào transform selection. Transform selection chính là cách điều chỉnh vùng chậm to hay nhỏ. Nhưng cái này nó chỉ áp dụng đối với hình tròn và hình vuông thôi. Còn hình vớ vẩn, gọi hình lung tung, các bạn sẽ không dùng được chiêu thức này, bởi vì nó sẽ không theo tỷ lệ đồng dạng của các bạn được đâu. Các bạn nhớ nhá, không tí là tôi sẽ cho bạn xem một giá trị nào nó không phải là hình tròn hình vuông. Các bạn biết rằng chúng ta chỉ dùng được chiêu này đối với hình tròn và vuông thôi. Nào, sau khi chọn vào transform selection xong thì các bạn sẽ có một cái ô giá trị này. Cái này nó khác với CTRL, có nhiều người hiểu nhầm đây là CTRL. Thì tôi nói trước, đây nó chỉ điều chỉnh vùng chọn thôi, không điều chỉnh về kích thước của đối tượng. Hiểu không ạ? CTRL khác nhá, transform selection khác nhá. Ok, chúng ta giữ alt shift là phóng to và chúng ta phóng to nhảy. Thì các bạn có thể sẽ thấy rằng nó sẽ bắt đầu đồng dạng. Rồi, và sau khi làm xong thì chúng ta ấn lại enter. Các bạn nhìn nhá, thì có phải vùng chọn nó sẽ đi từ đây đến đây, bằng từ đây đến đây, và từ đây đến đây, bằng từ đây đến đây, và bằng từ đây đến đây, và bằng từ đây đến đây không ạ? Và sau khi làm xong giống như tôi đã chia sẻ cho bạn, lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là gì? Màu trắng. Làm nào để màu trắng thì rất đơn giản là bạn chọn màu trắng thôi và bạn đổ vào. Và tất nhiên cái này phải trên một layer mới, đấy là điều nguyên tắc mà tôi không muốn nhắc nữa. Đúng không? Ctrl D thì chúng ta sẽ dứt lạnh được cái vùng chọn đó và cho xuống dưới một layer bằng Ctrl hoặc vuông bên trái. Các bạn nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? À, có nhiều người bảo em không thích cái này, em thích cái khác rồi. Được không ạ? Ok, xóa đi. Lúc này chúng ta chơi chay, vẽ một hình elip. Vậy thì các bạn thấy là cái vùng chọn chúng ta có thể là hình tròn nhưng có thể trở thành elip được không ạ? Ok, đập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu trắng được không ạ? Cái này chúng ta ấn vào số 5 thì chúng ta có opacity bằng 50. Ctrl Z là một giá trị thứ hai thì các bạn nhân bản thành hai cái này không ạ? Và Ctrl T thì lúc này chúng ta sẽ làm sao, xoay góc độ này ra một tí. Các bạn nhìn này không ạ? Ok, Ctrl Z thêm vào đổi nữa và Ctrl T lại xoay góc độ ra nữa. Các bạn hiểu cái giá trị mà tôi đang làm chưa? Enter. Và chúng ta lại Ctrl Z thêm vào nữa và Ctrl T. Và chúng ta cứ thế làm vậy. Enter. Ctrl Z. Ctrl T. Và lại xoay. Tất nhiên nó không có đều nha. Tôi nói cho bạn biết đây là chỉ là cái cách thức mà tôi đang xây dựng từ một là giá trị hình tròn và hai là hình elip, bởi vì trong cái giá trị chúng ta đang làm đó là hình tròn mà, đúng không? Cắn trốn T. Chúng ta sẽ làm sao, lại xoay tiếp.
Đấy, ok, sau xong rồi này, cần chuẩn gì tiếp theo nữa? Và cần chuẩn T thì các bạn sẽ thấy là ok, tôi đã xong. Đây là giá trị thứ hai mình đã có thể làm được. Đấy cũng là một cách chỉ hình tròn, nhưng mà đẹp hay xấu thì chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì có những lúc mà chúng ta cảm thấy đẹp nhưng mà chưa chắc khách hàng thấy đẹp, thì ít nhất tôi sẽ làm vừa xấu vừa đẹp cho ông chọn. Nhưng các bạn có thấy là nó sẽ rất hữu dụng không ạ? Ok em. Nào vậy thì sau khi mà làm xong này thì các bạn, đây là hình tròn, người ta gọi là hình tròn cứng, đúng không? Vậy bây giờ người ta có một giá trị thứ hai đó là hình tròn mềm, thì người ta sẽ chọn sang cụ đồng chí này. Thì hình tròn mềm nó sẽ chia ra hai dòng, đó là cách làm mềm theo kiểu chủ động và cách làm mềm theo kiểu bị động. Bị động nghĩa sao? Đó là ông phải đánh một cái giá trị như sau. Nhìn nha, Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy giá trị phaser chỗ này không ạ? Đây là giá trị bị động, có nghĩa là ông phải gõ trước. Ví dụ tôi gõ vào 50, nhìn không? Và chúng ta sẽ vẽ qua hình giá trị này. Và trong quy trình khi vẽ xong thì bạn nên dùng cái vùng chọn đó, bạn dịch chuyển sang trái sang phải để phù hợp với cái hình mà bạn muốn lấy. Ở cách này có hai cách, là một là em sẽ dùng lệnh là Ctrl C là copy chính trực tiếp cái giá trị đó. Còn cách thứ hai là em phải dùng phím V mà dịch chuyển em kéo sang. Thì cái nào bạn thấy là tiện thì bạn dùng, đúng không ạ? Chứ tôi cũng không bao giờ áp đặt, bởi vì cái kết quả cuối cùng bạn cũng chỉ là cho một cái ảnh nó chung sang bên cái kia thôi. Ông làm nào nè, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta ấn vào Ctrl C là nhanh nhất, và chúng ta sẽ sang bên này và paste ra vào thôi. Chọn sang này Ctrl V thì các bạn sẽ thấy rằng là xung quanh của đối tượng đồng chí này nó sẽ ra và rất mềm mại. Và cái sự mềm mại từ mép sản phẩm đến cái này nó sẽ ăn liền với tất cả những giá trị mà bạn đặt vào. Ví dụ tôi đặt vào đây thì tự nhiên nó sẽ rất là hợp bông hoa, nó không còn cứng nhắc nữa. Vậy thì đây cũng là một cái cách thiết kế. Và sau khi đặt vào như này thì các bạn chỉ cần làm một chiêu thức thôi, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn giá trị sang bên này là cái bộ số là xong rồi. Và bộ số thì nó nằm ở đâu? Đấy, các bạn nhìn này không? Ok, làm một cách rất là đơn giản nhất là chúng ta chọn vào hình ảnh. Tất nhiên phải chọn một cái kích thước rất là lớn. Nhưng nếu bạn muốn chuẩn nữa thì bạn phải vào trang web của nó và đào cái vector về, bật lên và kéo sang giống như hôm trước tôi làm đấy, thì mới là chuẩn. Thì bộ số bạn mới ngon được. Còn hiện tại bây giờ chúng ta lại phải dùng thao tác mà phải làm sao mà xóa được cái hình này, đúng không ạ? Đấy, ok, tôi sẽ tạm thời nó đang gần lát chọn đã. Nhìn thấy không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì có những người bảo chứ em muốn là nó tạo ra một cái không khí khác được không ạ? Nhá, thì đây. Ui giời, chạy cứ gọi như con rùa. Nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bỏ mấy cái này đi, không cần dùng cái này nữa. Qua nào. Rồi, ấn vào mãi mà chưa thấy được gì đây. Ấn vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Và các bạn phải lưu ý là tất cả những giá trị các bạn lấy ảnh thì các bạn đếm cái thông số dưới cho tôi một tí là 3508, thì đây là một cái có thể sử dụng được ảnh để thiết kế được, bởi vì nó lớn. Còn giá trị mà bạn chỉ có 300 bao nhiêu đi thì nó sẽ rất là bé. Nhưng ở đây nó bị mờ nhỉ, nhìn này đang loát này, nhìn nhỉ. Các bạn chỉ cần tí nữa nó loát xong thì các bạn chỉ cần chuột phải vào biểu tượng và copy là xong rồi. Tôi dùng đến đoạn này thôi, xong rồi tôi không dùng mạng nữa, bởi vì mạng bây giờ đang hơi bị nát đi, chờ lâu nhìn chuột phải nhỉ. Chúng ta chọn vào sao chép hình ảnh, và sau khi sao chép hình ảnh sang bên này thì tôi sẽ làm sao Ctrl V trực tiếp. Đây là cách làm đơn giản nhất, các bạn đồng ý tôi không ạ? Và Ctrl T, sau khi Ctrl T xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình lại một tẹo. Đây là cái bộ số đây. Này, có nhiều người ta in mỗi một tờ cho cháu người ta thôi. Tất nhiên còn trang trí hoa hết các kiểu nữa, đúng không? Phần này chúng ta dùng công cụ M, chúng ta quét qua phần phía dưới. Các bạn đồng ý tôi quét qua phần phía dưới. Shift M. Shift M là công cụ đảo giữa tròn và vuông. Đấy, biết Shift M chưa? Không chọn nữa đấy. Ok, nếu bạn nào biết thì ghi nhá. Chọn vào, chúng ta sẽ làm sao? Xóa thôi. Shift M. Và lúc này tôi hạ thấp xuống một chút xíu thì tôi sẽ xóa bằng công cụ Delete thì không phải xóa hình, đúng không ạ? Dễ chưa? Đơn giản, Ctrl D. Tất nhiên sắp xếp này đạt được mức độ đó. Trên đây bạn ghi là lịch 2018 cho tôi, chữ làm sao cho nó to và rõ ràng một tí. Sau khi làm xong thì bây giờ tôi đã có được cái hình này rồi, đúng không? Nhìn chưa? Rất đơn giản. Người ta dùng cái chế độ hòa trộn trong layer, đó là Multi. Multi được gọi là chế độ gì? Làm tối ảnh. Làm tối ảnh thì tất cả những giá trị màu sáng nó sẽ bị trượt tiêu. Vậy màu sáng nó là màu gì trong cái này thì có phải màu trắng không? Vậy thì chắc chắn là ông màu trắng biến mất, thì tôi sẽ chọn vào đây thôi, xong rồi. Đấy thôi, đơn giản nên cần quái thì phải lọc hình thôi mà. Chứ bạn dùng hoa là tôi đố bạn lọc được cái này này luôn. Dễ không?
đơn giản thế thôi. Thế là chúng ta đã học về lọc hình, nhưng mà lại đích phải là dùng bằng pháo hoa mà dùng bằng hòa trộn. Hòa trộn cực kỳ quan trọng, đúng không? Và khi mà chúng ta phóng to lên, chúng ta mới biết được nó còn nhìn được cả cái hình phía sau của đối tượng này, nhìn chưa? Đấy, thế thôi, có nhìn thấy rõ số không ạ? Yên tâm đi, in 60-90 nhìn to đùng. Và cái cự ly đấy chắc chắn bạn phải nhìn thường xuyên, bởi vì bạn muốn xem lịch hay không thì bạn phải lên trên nhìn vào cái hình đó. Và người Việt Nam này dùng một cái nữa, đó là lịch âm, nên chắc chắn là bạn phải có một bộ số lịch âm trong đó nữa thì mới thực sự là lịch của các bạn được, bởi vì nó ăn vào thâm căn cố đế của bố mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta rồi. Các bạn hiểu cái này chưa? Đâu, ok, tôi bỏ qua cái giá trị này, đây gọi là thiết kế lịch cơ bản. Còn muốn đẹp nữa thì tất nhiên phải cho chuốt. Hôm nay hơi lát tí, không thể cho chuốt được, làm tạm vậy đã. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái dạng bố cục hình tròn. Chúng ta sẽ chọn là Ctrl L và chúng ta sẽ chọn 800. Ok, chọn này bé nhè mà còn không làm nữa thì thôi, tắt luôn cái này đi để cho nó nhanh. Đấy. Nào các bạn nhìn này, thì nguyên tắc như hôm trước tôi đã có chia sẻ, bạn muốn làm cái background đẹp thì bạn phải có một cái hệ thống của cái nền background đó và em đưa vào làm sao cho hợp lý, đúng không? Chính xác chưa? Nên chúng ta ấn vào Ctrl L. Vậy thì với công cụ vùng chọn có thể tạo ra những cái background đẹp được không? Được chứ, thử chơi cái vui. Nhìn, chúng ta sẽ chọn một cái màu. Chúng ta sẽ kéo xuống lên một chút xíu, tôi chọn tông tím. Nhìn chưa? Và tôi đổ một lệnh bằng unback thì các bạn sẽ thấy là đây là màu tím, nhìn chưa? Đây là màu gì ạ? Màu tím sáng, đúng không? Ok, tôi sẽ chọn tông một tông màu nữa, là kéo xuống chấp chút xíu nữa là đậm hơn. Tôi sẽ lại đổ màu tiếp theo. Nhưng trước khi đổ màu thì các bạn nhớ là tôi đang có một cái background, đồng ý không ạ? Nhá, có nghĩa là bây giờ tôi chưa có công nghệ gì về cái làm background ấy cả, tôi mới chỉ có phải vùng chọn hình tròn thôi thì tôi cũng vẫn phải làm được. Có nghĩa là nó bắt mình phải phát huy được toàn bộ cái công năng của cái giá trị hình tròn đấy, và cái suy nghĩ của em nó bắt đầu nó thoát hơn, bởi vì cái quá trình tôi cũng làm được em việc đấy. Em phải suy nghĩ như vậy thì em làm sau này công cụ em mới cực kỳ kinh khủng. Chứ về sau tôi dạy cho bạn cái này chiêu thức cần quái thì phải đổ nền này xong đổ nền kia xong xóa đi xóa này nữa. Không, dùng mỗi gradient kéo phát được ngay. Nhưng tại sao tôi vẫn phải dạy cho bạn? Bởi vì bạn phải khổ đầu tiên đã, sướng sau này mới kinh được. Nhìn chưa? Lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ màu unback thì chúng ta có hai giá trị, hai cái nền khác nhau chưa? Một cái nền đó là nền đậm, hai là đó là nền tối. Đúng không ạ? Đồng ý cái này chưa? Rồi. Sau khi làm xong chúng ta sẽ làm sao? Là chúng ta sẽ dùng cái công cụ vùng chọn hình tròn và tôi vẽ vào điểm giữa của đối tượng một tí xíu. Nhìn chưa? Nếu bây giờ tôi dùng nút Delete thì các bạn có thể nhìn thấy không? Nhìn Delete chưa? Cô thấy là tự nhiên nó tạo ra cái background ạ, ở giữa sáng và bên ngoài đậm, đúng không ạ? Bạn biết tại sao mà giữa sáng ngoài đậm như vậy không? Bởi vì lúc này tôi đã dùng vùng chọn đó là gì? Feather bằng 50% rồi, đúng không? Vậy thì nếu mà tôi dùng cái feather này bằng 0 chẳng hạn trước nhá, nhìn này. Ctrl D nhá, nhìn chưa? Nhìn tôi vẽ này, tôi vẽ cho bạn biết tại sao nó lại bị thủng nhỉ. Tôi nút Delete này, các bạn có thấy là nó bị thủng nhỉ không ạ? Các bạn có thấy bị cứng không ạ? Bởi vì cái này rõ ràng nó có hai giá trị. Giá trị thứ nhất là F7, các bạn có nhìn thấy trên bị thủng không? Và dưới chính là cái nền màu sáng hơn, đúng không ạ? Vậy thì tôi xóa trên đâu người thủng thì phải nhìn được cái ông dưới còn gì nhá. Vậy tôi phải tạo hai layer này để tạo ra một cái background chuyển độ từ đậm sang nhạt. Nhưng các bạn có thấy là cái background này nó chưa được hợp lý lắm, nên bắt buộc tôi phải dùng một chiêu thức như sau. Tôi vẽ cái vùng chọn này, nó bị động 50 chưa thấy hợp lý lắm, lại phải tắt đi Ctrl D, xong lại chọn lại 60 được không? Ok, lại không được, tôi thấy là vẫn chưa đủ độ mềm. Ok, lại tắt đi, lại 70 được không? Vậy thì đấy mới gọi là bị động đấy ạ. Các bạn không làm chủ được cái vùng chọn đó. Tuy rằng nó rất đơn giản, nó chỉ là một cái chiêu thức làm nào để cho nó mềm thôi. Đồng ý chưa? Ok, vậy thì bây giờ tôi mới dạy bạn chiêu thức đó là làm mềm. Sau khi vẽ vùng chọn nó có những chủ động hơn thì người ta sẽ dùng chiêu thức như sau. Nào vẽ, các bạn nhìn này, vẽ này, lúc này người ta dùng lệnh là select modify và chúng ta chọn vào cái gì nhỉ, CF6 feather. Các bạn nhìn này, CF6 chưa? CF6 chính là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Và bây giờ làm mềm bao nhiêu đấy là việc của bạn, không phải việc của tôi. Em thích bao nhiêu đấy là việc của em, mà chúng ta không cần phải tắt vùng chọn đi đâu nhá. Đấy nhá, đây là cách đầu tiên nhá, nhìn chưa? Cách thứ hai rất là đơn giản hơn là bạn dùng cái vùng chọn đó, nhìn cái vùng chọn chưa, chuột phải nó và chọn vào feather cũng thế. Cách thứ hai rất là đơn giản như vậy đó, chuột phải vào vùng chọn và chọn feather chứ không.
Em biết tại sao cuối năm người ta hay tặng lịch cho nhau không? Hả? Bởi vì khi người ta tặng lịch cho nhau thì thương hiệu người ta sẽ sống trong nhà đó là một năm. Em đồng ý với tôi không? Đấy, anh tặng cho em một cái bộ lịch, một bộ lịch rất là đẹp. Vậy thì bộ lịch bên ngoài giá trị là người ta xem mình thì người ta nó giống như một bức tranh có thể trang trí cái nội thất của bạn. Thì cái đấy cực kỳ quý, bởi vì lúc đó trên đấy người ta sẽ ghi thương hiệu của bạn, địa chỉ của bạn, mà bạn đang làm gì nữa. Thì có phải là ngày nào cũng nhìn không? Hiểu chưa? Nên người ta hay tặng lịch vào cuối năm là vì thế. Đừng chọn lịch xấu nhé, lịch xấu nó vẫn đi đấy. Phải lịch đẹp, lịch càng ok, càng xịn càng tốt nhá. Nào, sau khi làm xong tôi chọn thêm là 100 tuấn ok. Bạn nhìn thấy tuấn 100 tuấn nút đen thì các bạn có thấy nó mềm không ạ? Nhìn mềm chưa? Ok, tuấn lần thứ hai tôi có thể xóa lần thứ hai không ạ? Ấn đen NET 2 lần thì nó sẽ xóa 2 lần. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl D là rất lạnh. Thì tôi đã có một cái background đó là ngoài màu đậm và trong màu nhạt. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn như sau. Tôi vẽ cái hình chọn bên ngoài. Các bạn nhìn thấy bên ngoài chưa? Tôi sẽ chọn vào đây. Đấy, tôi sẽ đặt như này. Lập ra một nơi mới và đổ cho nó một cái màu đó là màu trắng. Nhìn màu trắng chưa? Sau khi đã có màu trắng xong, có nhiều người bảo là em thích một cái background nó phải huyền bí tí. Ok, vậy chúng ta sẽ vẽ đây. Nhìn này chưa? Trong quy trình khi vẽ vùng chọn hình tròn, các bạn nên giữ phím Shift cho tôi nó là hình tròn. Và phần thứ hai là chúng ta đừng buông chuột, bởi vì chúng ta sẽ dịch chuyển cái hình tròn này có thể to nhỏ, nhìn không ạ? Và đồng thời kết hợp với phím cách cho tôi, có nghĩa là chúng ta không buông cái gì nhá. Chúng ta cất ấn vào phím cách để dịch chuyển cái vùng tròn chúng ta xuống dưới lên trên. Các bạn nhìn này chưa? Đẩy vào nhỏ, đẩy sang bên tay trái. Đấy. Nhìn này không ạ? Và sau khi được đi đúng vị trí rồi thì chúng ta buông cả tất cả tay ra thì chúng ta đã có một cái vùng chọn. Các bạn nhìn thấy vùng chọn này của tôi chưa? Và nên là khi mà tôi, các bạn nhớ một điều rằng về Bát Tràng người ta sẽ thuê em là cắt hình của tất cả cái đĩa, cái cốc ấy, nó hình tròn ấy, mà em phải cắt một phát ngay thì phải dùng chiêu thức này của tôi, phải dùng phím cắt đặt đúng vị trí. Cắt quả bóng này em cũng nhớ, ví dụ như bài cắt ghép quả bóng ấy thì em nhớ là em phải dùng chiêu này, em cắt một phát ăn ngay quả bóng luôn. Chứ không phải chờ là chọn quả bóng này xong dịch chuyển vừa đến đây xong lại chỉnh cái độ vùng chọn nó nhỏ to lâu lắm. Như thế thì cái tốc độ của bạn đã thua tôi 1/5 rồi. Tôi sẽ làm rất là nhanh. Sau khi làm xong thì tôi sẽ chuột phải chọn vào feather thì lúc này tôi sẽ chọn là 100. Thì các bạn có đồng ý với tôi là như này, nếu tôi cái này chưa có làm vùng mềm vùng chọn tôi xóa nhẹ đúng không ạ, thì các bạn có thấy là bị cứng không ạ? Bị cứng chưa? Ok, nhưng bây giờ làm sao shift F6 chúng ta sẽ chọn giá trị là 50%. Thì lúc mà tôi xóa cho bạn thì các bạn có thấy nó sẽ mềm không ạ? Nhìn chưa? Ấn lần thứ hai, ấn lần thứ ba, ấn lần thứ tư. Và cái này nó sẽ trở thành một cái background tín hiệu cho tôi. Nhìn thấy này chưa? Ok, và lúc này tôi sẽ chọn về giá trị overlay thử xem cho nó màu này. Không được lắm. Tôi sẽ chọn vào normal. Nhìn chỗ này chưa? Xong rồi đúng không? Tiếp theo, kéo vào đây. Đây, có những người ta tạo những cái background nó có thể như này. Nghe được không ạ? Lại lập ra một nơi mới, lại đổ một cái màu trắng. B, Ctrl D. Lúc này dùng công cụ M, cắt qua đây. Background tự chế. Được chưa? Sau khi em đã làm xong được cái giá trị về cái hình tròn này, em lại dùng cái thao tác cho tôi đó là gì? Chúng ta sẽ dùng công cụ đó là Shift F6. Đó, nhìn chưa? Shift F6 là mềm vùng chọn, đặt là 50, 60 và xóa đi. Nhìn này không? Xóa thêm lần nữa. Về Ctrl D. Lúc này chúng ta ấn vào Opacity bằng 40%, ấn vào 20 sẽ là 20%. Các bạn có nhìn thấy chưa? Chúng ta tạo ra những cái đường lượn sóng nhưng nó lại rất là mờ ảo, khác nhau. Đây là giá trị các bạn nào yêu hay không là do mình mà. Hiểu chưa? Sau này chúng ta còn dạy phải học về cách làm cho nó bắt sáng, làm cho phát sáng đi như nào thì đây là giá trị mà các bạn chỉ cần dùng vùng chọn là làm mềm thôi. Bạn sợ xóa nào? Có nhiều người bảo em thích là chỗ này làm mềm rồi nhưng chỗ này nó phải đi vào nền cơ. Đồng ý không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là nó dùng cái vùng chọn này người ta quét luôn bên này. Chỉ có xóa và gì thôi. Shift F6. Đúng chưa? 50 Enter. Đẹp. Các bạn có thể chỉ vào nền chỗ này không? Đó, thế thôi. Vậy thì có phải đây là background mà các bạn có thể làm được qua giá trị đó là vùng chọn làm mềm không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một cái giá trị nữa, đó là về vùng chọn.
Nhưng chúng ta sẽ ứng dụng với bố cục nha. Như này, bố cục vùng tròn hình tròn, người ta sẽ có bố cục như sau, đó là bố cục dạng ổn định. Các bạn ghi đi, bố cục dạng ổn định. Đây, ổn định này. Trong quá trình khi tôi vẽ hình tròn, tôi sẽ giữ phím Shift và phím Cách để tôi dịch chuyển vùng tròn sao cho hợp lý. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Và các giá trị vùng tròn này nó sẽ tạo ra giá trị là từ 1 và 2, nó có từ to đến vừa đến nhỏ. Các bạn nhớ, cứ to vừa nhỏ thì nó là giá trị ổn định, nó không có sự phá cách, nhưng nó đạt được mức độ đó là an toàn cho các bạn khi đi thiết kế. Chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta chọn một cái màu đó là an bách, thì các bạn sẽ có một cái màu trắng. Các bạn nhìn màu trắng nhỉ. Ở cái giá trị thứ hai tôi sẽ làm tiếp theo, một cái giá trị nữa tôi sẽ dùng phím Cách, tôi sẽ quét qua giá trị thứ hai. Đây giá trị ổn định, chúng ta cứ làm một tí là chúng ta sẽ thấy rằng đây là hình tròn. Giờ chúng ta dịch chuyển sang bên tay phải, và sau khi lập lên bên phải tôi lại lập ra một lên mới, tôi lại đổ cái màu trắng. Nhưng cái đối tượng này nó đang nằm ở đâu ạ? Nó đang nằm ở phía trên, tôi cứ đổ đã. Và sau khi đổ xong tôi ấn số 50% và tôi ấn vào can chung và khuôn bên tay trái thì tự nhiên nó sẽ xuống dưới, bởi vì đây là bố cục cứ to vừa nhỏ mà. Tôi sẽ xóa cái hình này đi, nhìn không, to vừa nhỏ. Sau đó tôi lại tiếp tục chọn cái giá trị này nữa. Cái này thì em xoay dọc nên thì nó sẽ có giá trị thôi. Trong quá trình khi điều chỉnh thì các bạn điều chỉnh phím Cách cho tôi M, chúng ta sẽ dịch chuyển cái vùng chọn một tí xíu sang phải sang trái nữa, lập ra một layer mới tiếp theo nữa và đổ một cái frame, và chúng ta ấn vào số 2, nhìn chưa. Đấy, giống như bài chúng tôi đã chia sẻ, kể cả trong Windows các bạn cũng phải làm nha, nó vẫn phải có to vừa nhỏ để các bạn làm. Thì như tôi có nói cho các bạn, nó có một chiêu thức đó là gì, chuột phải chọn vào đây, và tất nhiên chúng ta sẽ dùng cái ảnh. Ảnh thì nó có rất nhiều giá trị, tôi sẽ chọn vào đây quảng cáo đèn. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép, chuột phải chọn vào đây và Ctrl V, và chúng ta chọn vào Ctrl Alt G. Các bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình ảnh để nó sẽ nhìn được cái hình ảnh của chúng ta. Nhìn không ạ? Sau khi làm xong được cái đối tượng này, tôi có thể nhân bản cái đối tượng này làm hai bằng lệnh là Ctrl Z tiếp theo. Thì các bạn có nhìn thấy hai cái hình này không ạ? Nhìn hai hình này chưa? Tôi cho cái ảnh nó xuống dưới một layer thì nó lại chui vào bên trong. Thì có phải hai ảnh nó trùng nhau không ạ? Thì người ta muốn cảnh nó làm nét lên thì tôi chỉ cần dùng một thao tác, đó là chọn vào hòa trộn. Người ta chọn vào overlay thì cái ảnh nó sẽ sắc nét một độ. Đấy, quên mất, cái này tôi đang làm ở phía trên. Chọn cái layer trên nhá, nhìn chưa? Overlay. Nhìn không ạ? Và sau khi overlay thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh nó sẽ trong hơn và nó sắc nét hơn trong phần thiết kế của các bạn. Và tất nhiên tôi giảm cái file này xuống một tí xíu. Ok, nhìn lại trước và sau. Nhìn không? Ok, sắc nét là đẹp rồi. Bởi vì là tôi đã đưa bút cục đẹp rồi thì chắc chắn tôi sẽ làm đẹp tiếp theo. Phần thứ hai, để muốn tạo ra tín hiệu về đồ họa, tôi sẽ nhắc bạn thêm một lần nữa là giữ Ctrl và tích thẳng vào layer. Có phải là chính là cái này không ạ? Nhìn chưa? Trong hệ thống vùng chọn nó có một cái đó là tạo nét, nên là bạn sẽ chuột phải chọn vào sửa chốc, nó sẽ có tính năng sửa chốc cơ bạn. Và cái này tôi sẽ chọn cho nó giá trị là số 2. Các bạn có thể chọn màu trắng và ấn vào overlay. Nhìn này, ở đây nó sẽ có giá trị này. Nhập ra layer mới này, M chuột phải chọn vào sửa chốc, nhìn nhá, và chọn là 2 pixel là giá trị của nét nó to hay nhỏ đấy. Cảm ơn rồi, em sẽ thấy nó có một cái nét trắng, nhìn nét trắng vậy. Sau khi đã có nét trắng xem, sổ xuống em chọn vào overlay thì cái màu bắt đầu nó chỗ này nó tươi lên. Em nhìn chỗ này nhá, hơi ánh hồng này, nhìn chỗ này hơi ánh hồng nhá. À, dùng công cụ M, chúng ta sẽ làm sao xóa đi, nhìn nào. Sau khi xóa đi xong, chúng ta sẽ phóng to này một tí xíu. Tí tôi sẽ dạy cho bạn đến thiết kế về hệ thống banner của website nữa, để chúng ta mới đi tiếp được. Nào, lập ra một layer mới, đổ một cái màu nhá. Các bạn có nhìn thấy đây là cái giá trị mà chúng ta có thể trang trí này. Đây là một cái nét rất là bé nhỏ thôi, nhìn nó có giá trị nhá. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuột phải chọn một cái giá trị số 2. Chúng ta giữ Ctrl kích thẳng vào đây, lại quay trở lại vùng chọn, lập thêm một layer mới, M là chuột phải chọn vào sửa chốc, nhìn đúng không ạ? Vậy thì sau khi chọn xong thì tôi lại có giá trị số 2. Thì lúc này tôi có đường viền số 2, các bạn nhìn nhận. Tôi lại chọn vào overlay. Với cái overlay này thì tôi sẽ dùng cái vùng ngủ M phần phía dưới và tôi xóa phần phía dưới đi. Và sau khi xóa phần phía dưới xong thì bắt đầu tôi lại dùng gì ạ? Tôi lại dùng cái hình tròn. Bởi vì
đến phần chữ thì đằng nào các bạn cũng phải học thôi, nhưng mà chúng ta cứ tạo bố cục chắc đã rồi làm gì nè, là chúng ta đổ màu, và sau khi chọn xong thì chúng ta dịch chuyển sang phải sang trái một tí xíu, bây giờ đổ màu nó không chuẩn vẫn là nó biết ngay. Lập làm lấy mới, đổ phóng to lên nhá. Rồi em mở di chuyển nhá, có nhìn này không ạ, chính xác vào giữa. Sau đó chúng ta dùng an back, chúng ta đã có được giá trị số 2 tiếp theo. Các bạn nhìn chưa? À, thế là tôi đã có một cái giá trị khung hình nó khá là bắt mắt và rất là tốt cho việc thiết kế. Nhưng bây giờ tôi muốn rằng cái sản phẩm của tôi phải được lọt vào trong này, và cái này nó tính năng như sau. Nhìn này. Các bạn đồng ý tôi quay trở lại cùng chọn nhà không ạ? Tôi lập lên đây mới được không ạ? Ok, tôi lập lên trên cùng được không ạ? Lập nhá. Tôi sẽ cho cái này chui vào trong khung, mà rõ ràng nó có cả ánh sáng và bóng tối nữa. Bởi vì chúng ta phải làm giống như thật. Em biết những cái hộp hộp giấy lau mặt của chúng ta chưa? Nó có cái lớp bóng kính ấy, và chúng ta phải thể hiện được bên trong, nó giống như quà tặng. Em biết sản phẩm quà tặng không? Ok, thì tôi sẽ làm cho bạn xem. Tôi sẽ chọn một cái tông màu, đó là màu đậm. Được không ạ? Màu đen nhé, được chưa? Ok, đổ bằng an bách. Các bạn sẽ thấy đây là cái màu đen đúng không? Nhìn chưa? Lúc này tôi dùng công cụ M và tôi dịch chuyển vào trong một chút xíu, nhỏ hơn trong một chút xíu chưa? M, bạn phải trở về công cụ M là vùng chọn ấy, thì bạn mới dịch chuyển được vùng chọn, chứ bạn đừng dùng công cụ V. Bởi vì nếu em dùng V thì ngay tức nó sẽ bị thủng ngay. Hiểu không? Nên là các bạn nhìn thấy tôi đang chọn vùng chọn M chưa? Lúc này tôi làm mềm vùng chọn bằng Shift F6 và đặt cho nó giá trị là 30%. Và sau khi đã có 30% thì em bấm nút đen Enter, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn lên đen chưa? Nhìn có thấy là chỗ này nó có tối ở chỗ này không ạ? Ok, đen thêm lần nữa. Các bạn sẽ thấy rằng là tôi làm nó có sự khác trong đây, đó là gì? Có lớp bóng gì ạ? À, có cảm giác là cái này nó chui vào trong chứ không phải là chui ra ngoài. Tôi đang tạo ra cho bạn một cảm giác nó là chui vào trong hay chui ra ngoài nhỉ? Ok, hiểu cái này chưa? Vậy thì khi người ta làm như này thì cái trình chu của cái này ấy, nó mới có được. Chứ đừng bao giờ làm hời hợt, làm hời bao giờ cũng xấu. Trừ trường hợp bạn chỉnh được quá lâu rồi đấy. Nhá. Nên là khi mà các bạn làm bài tập ấy, thì tôi cũng yêu cầu các bạn cũng làm chỉnh chu cho tôi. Chỉnh từng tí một, tôi không cần quá nhiều, nhưng tôi cần độ tinh. Em cứ cần cù một tí đi, về sau này làm nhanh mà. Những cái thứ làm như này làm nhanh chứ không phải là chậm đâu. Làm tí là xong. Và tất nhiên cái background tôi đã dạy cho bạn một chiêu thức là không phải làm từ đầu, đó là kiếm một cái ảnh có sẵn, nhét vào, câu chuyện xong. Có nhanh không ạ? Chính xác chưa? Chứ không ai xây dựng từ đầu như này đâu. Nào thì đây là gọi là bố cục đầu tiên của hình tròn. Các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ chọn tất cả dòng hình dòng này, tôi sẽ vứt đi. Nhìn nhá, vứt đi. Tiếp tục đến loại bố cục hình tròn tiếp hai, đó là bạn vẽ một cái vùng tròn. Nào, chúng ta có thể chọn hình tròn như này được không? Một cái hình tròn rất là nhỏ nhắn xinh xắn như này được. Ok. Sau khi đã có vùng tròn xong, tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu trắng. Được chưa? Đồng ý không ạ? Sau đó tôi lại dùng hình tròn tiếp theo, tôi vẽ một hình tròn vào đây. Nhìn này không ạ? Lại đổ một cái màu trắng tiếp theo. Nhìn này không? Ok. Tiếp theo, bạn sẽ kéo vào đây cho tôi một tí nữa. Lập ra một nền mới. Lại đổ một cái màu. Và lập ra một cái nền mới nữa. Lại đổ. Đấy ạ. Nhìn này chưa? Ok, thu nhỏ lại. Bắt đầu điều chỉnh một chút xíu là chuột phải cho vào đối tượng. Và ấn vào Ctrl T. Bởi vì tôi thấy rằng cái hình tròn này quá to, tôi sẽ cho nhỏ lại tí xíu. Bạn biết mô hình đám mây không? Cái này đã được áp dụng qua Vector 3, một số trang người ta sẽ làm theo thao tác này rồi. Nhưng tôi sẽ vẽ lại cho các bạn xem thôi. Ctrl T, tôi sẽ thu nhỏ lại tổng quan. Em biết tại sao tôi chọn được cả ba cái này không? Vừa rồi tôi đã là thao tác là chọn layer rồi đấy. Nhưng đừng bao giờ thấy ui tại sao anh Khánh vừa ấn nút mất được ba layer thế. Không, đây là giá trị tôi đã dạy cho bạn từ bài 1 là quản lý layer thế nào, chọn layer thế nào và chọn được nhiều layer thế nào, loại trừ layer thế nào, và trong group hay ngoài group nó rất có tác dụng. Nên đừng bao giờ xem nhẹ bài đấy, bài đấy là bài cực kỳ quan trọng, nó là viên gạch đầu tiên cho các bạn để thiết kế đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hình này, nó phải có to vừa nhỏ nên là tôi sẽ dùng cái mô hình như này đúng không? Nào, thu nhỏ lại theo tí xíu. Rồi, lập ra một đề mới. Chúng ta lại đổ một cái màu. Rồi, cái này thì nó hơi thấp tí, B chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên. Nhìn này chưa? Rồi, xong, M lại vẽ tiếp vào đây. Rồi, lại lập ra một đề mới.
lại đổ một cái màu, nhìn không? Và sau khi làm bạn có thấy có nhiều hình tròn không ạ? Tôi vẽ một hình tròn to cuối cùng là đè lên toàn bộ khoảng không còn lại, nhìn chưa? Lập ra một layer mới, đổ một cái màu, thấy kín chỗ này chưa? Sau khi ăn xong tôi chọn từ đối tượng 1 rồi chọn đối tượng 2, tôi ấn bằng Ctrl E này, ép nó thành một bằng Ctrl E thì có phải nó chỉ có một miếng trắng nhỉ không ạ? Nó chỉ có một miếng trắng đấy thôi. Sau khi đã có miếng trắng đấy xong, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chơi một trò như sau, đó là Ctrl G một giá trị thứ hai. Ctrl G, Ctrl G thì có phải là tạo ra hai miếng trắng không ạ? Ctrl Y ngắn là đảo giữa trắng và đen, em biết đen và trắng không ạ? Ấn vào Ctrl Y ngắn thì nó trở thành màu đen cho các bạn dễ nhìn. Tôi dịch chuyển vào bên tay trái một chút xíu thì tôi lộ đó là cái biển trắng, thì tự nhiên nó có cái biển trắng để khẳng định là tí là tôi sẽ cho ảnh chui vào cái màu đen. Thì lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl On cho tôi một tí. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến sửa ảnh, chúng ta chọn đến độ E, chúng ta chọn đến thư viện ảnh và chúng ta chọn đến kem. Không biết có kem không à, chúng ta chọn đến bánh ngọt đây. À, và trong khi có cái hình bánh ngọt rồi thì tôi sẽ chọn vào một cái hình. Đấy, cái hình nhé. Đấy, nhìn nhận Ctrl A, Ctrl C. Và sang bên này thì chúng ta sẽ làm sao? Ctrl V, Ctrl An, Ctrl T. Và thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ làm rồi đấy. Và thu nhỏ lại tí nữa cho nó nhìn được nhiều hình hơn. À, thu nhỏ lại tí nữa được nghe không ạ? À, thu nhỏ như này thì đẹp rồi, nhưng muốn tội đang bị thiếu cái hình này đúng không? Thì rất đơn giản, bạn hãy nhân bản cho tôi đó là Ctrl G. Có nhìn thấy Ctrl G làm đối tượng không? Ctrl Ang là cho vào đâu ạ? Lại chui vào đúng không? Cần biết Ctrl Ang chưa? Ok, và lúc này ấn vào Ctrl T nữa thì bạn sẽ dùng chiêu thức là bạn cầm đối tượng này bạn kéo đây cho tôi. Thì lúc này chúng ta đã có được giá trị của cái này. Dịch sang bên tay trái một tẹo nữa thì nó sẽ biến mất, đúng không? Thấy biến mất chưa? Và lúc này chúng ta chọn cả hai này, ép nó thành một bằng Ctrl E để nó quản lý một thằng thôi, không quản lý hai thằng nữa, đúng không? Rồi, sau khi làm xong, các bạn có đồng ý với tôi là sau khi tôi chọn được giá trị đó là giữ Ctrl, các bạn giữ Ctrl và quay trở lại layer chưa? Ok, M, chuột phải. Chuột phải, chọn vào gì ạ? Sở chốc. Và sau khi chọn sở chốc thì tôi sẽ chọn một cái nền đó là màu hồng. Nhìn màu hồng chưa? Tôi chọn số 2, tôi ấn ok. À, phải đập ra một layer mới, sorry các bạn. Thấy chưa? Làm sai biết ngay nhá. Nào, M, chuột phải, chọn vào stroke. Và sau khi chọn stroke xong thì bạn xem ra bạn đã có được một cái viền. Cái này tôi sẽ chọn màu hồng. Rồi, các bạn có nhìn thấy cái viền hồng của tôi chưa? Giữ shift nhá. Thì khi mà dịch chuyển như này từ đây sang đây này, nó sẽ nhanh này, hiểu không ạ? Giữ shift nhá, đẩy sang đây một cái. Nhìn thấy cái viền này chưa? Ok, Ctrl G là thứ hai, giữ shift đẩy thêm một lần nữa sang đây, ấn số 5. Thế bị mờ đi chưa? Ok. Giữ Ctrl G thêm một lần nữa, giữ shift đẩy ra đây, đẩy đây đi nữa và chúng ta ấn số 3. Các bạn sẽ thấy là cái đường này chuyển động của tôi bắt đầu nó có giá trị là nó bắt đầu yêu hơn. Mình làm nó phải yêu chứ không thể không yêu được đúng không ạ? Tiếp tục, chúng ta chọn là Ctrl O và lên trên mạng kiếm cho tôi một cái thứ liên quan đến hoặc Homo. Và trong phần Homo đấy của bạn này có một giá trị đó là tôi có thể đặt hoa hồng được không ạ? Đấy chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là copy đi. Đấy, khi mà các bạn đã rõ vậy thì tôi mới nói được nhanh như vậy đấy ạ. Các bạn hiểu được bài 1 thì tôi mới nói được nhanh như vậy đấy ạ. Chứ còn các bạn mà vẫn mù mù cà cà thì nói thật cho em biết ạ. Ông nào nhảy từ ngoài mất vào đây mà xem tôi này thì choáng. Quá nhanh. Không thể tiếp nhận được cái thứ đấy. Ok, Ctrl V. Và chúng ta ấn vào Ctrl T và bắt đầu chúng ta sẽ điều chỉnh một chút xíu. Bạn nhớ một điều rằng hoa hồng nó phải nằm đúng chỗ. Tôi sẽ đặt vào đúng chỗ chẳng hạn. Cần chuẩn tế thu nhỏ vào. Tất nhiên cái này sau này các bạn lên trên bạn còn xuất nhiều cái nữa, thu nhỏ vào căn chuẩn tế tiếp theo, nó chỉ là cái định vị thôi, nhìn chưa? Và căn chuẩn tế và xoay cái góc độ này ra một tí, nhìn thấy không ạ? Và chúng ta dùng phim ăn chúng ta đẩy sang một góc độ này một tí nữa. Thì ở đây nó có mấy giá trị như sau, là tôi sẽ chọn vào đây, tôi chuột phải vào đây, tôi sẽ đặt vào vị trí này chẳng hạn. À, tôi chuột phải, tôi sẽ đặt vào vị trí này chẳng hạn.
và tôi chuột phải, tôi chặn chuột vào để ở đây nhá. Nhá. Nhìn nhá. Với cái việc cách điệu của bạn, bạn có thể đẩy đẩy lại, nếu mà chưa thấy đẹp thì bạn có thể đẩy một vài chỗ, đặt cái này vào đây. Đặt ông này vào đây. Và đặt ông này vào đây. Đây, các bạn nhìn này, cũng là cái thao tác đấy, người ta sẽ control và người ta quay trở lại vùng chọn cho đối tượng này. Đúng chưa? Lập ra một layer mới thì có phải là chính xác là chúng ta sẽ lập lên nhảy không ạ? Và M chuột phải chọn vào stroke path. À, tôi sẽ chọn vào đây và chọn vào cái màu xanh. Các bạn nhìn là xanh chưa? Các bạn có thể chọn hơi xanh nó cây tí xíu. Và đôi tôi chọn vào số 5 hoặc số 3. Thì sau khi làm xong thì bạn có đó có một cái viền, đó là viền xanh tổng quan, thì bắt đầu tôi sẽ đặt cái này lên trên. Cái này lên trên xong rồi đúng không ạ? Cái này cũng lên trên một tí nữa. Nào. Bông hoa đặt vào nó không có khối và không có bóng nên người ta bắt được xử lý thêm một chiêu nữa là giữ control và quay trở lại vùng chọn. Các bạn đồng ý với tôi vùng chọn này chưa? Bắt đầu lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là màu xanh. Các bạn nhìn màu xanh chưa? Thì cái màu xanh này muốn trở thành màu ghi, người ta chỉ ấn vào control shift U. Control shift U này trở thành màu ghi, nó là bóng đối tượng. Tôi đang làm bóng của cái bông hoa đè trên cái hình thế này. Tôi giữ control vào ngoặc vuông bên tay trái, đẩy vào bên trong, dịch chuyển sang bên tẹo. Nhìn chỗ này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi dịch chuyển nhanh thì nó chưa được chuẩn xác lắm bởi vì nó rất cứng, nên chính vậy tôi sẽ làm cho nó mềm đi. Multi là làm tối anh. Nhìn tối chưa? Nhìn tối chưa? Và cái tối này thì tôi phải làm sao? Nhòe đi đúng không? Và nhòe rất đơn giản, chỉ cần chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur thì cái hình này bắt đầu là tư duy theo hình nhòe. Rồi, cái nhìn này không ạ? Đấy. Thì bắt đầu cái bông hoa này bắt đầu nó gắn được vào đối tượng. Và gắn được đối tượng thì chúng ta chỉ cần để một chút xíu vào số 5 hoặc số 3 để nó có một chút xíu bóng. Vậy cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ phim an, chúng ta copy xuống đây, nếu làm lười là làm nhạt cho xuống dưới một layer xuống dưới nữa nhá, Ctrl T và thu nhỏ cái bóng này lại tí để tạo bóng như này không ạ? Em muốn đẹp em phải ghép mấy cái lá của cái bông hồng một cơ thì câu chuyện là cái này nó mới đẹp được chứ chưa hết được cái này được đâu. Nhìn chưa, giữ phim an kéo đây một tí, nhìn chưa? À, cách thức như vậy đúng không ạ? Nào, vậy thì người ta có thể làm được cái lá cây được không ạ? Thì các bạn còn nhớ cái biểu tượng này, chúng ta vẽ một cái hình tròn đúng không ạ? Chúng ta lập ra một layer mới, các bạn giữ phím an, còn nhớ phím an này không ạ? Là dao giữa hai vùng tròn này, nhìn này không, nhìn dao có vẻ dao tròn thì có phải tạo ra cái hình này không? Chính xác chưa? Ok, lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu, đó là màu xanh, và chúng ta đặt ở vị trí này. Đây là làm theo kiểu tự cái gì cũng vẽ, chỉ thực chất là có sẵn sử rồi nên trên mạng search, và đây là mô típ tôi đang nói cho các bạn thôi, chỉ cái gì mình vẽ được. Nào, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ cái hình ảnh một tí. Ok, sau khi làm xong tôi sẽ kéo ra đây và Ctrl T xoay góc lên một tí ạ. Rồi giữ đây, Ctrl T vào đây. À, các bạn yên tâm một điều rằng sau này mà có những cái lớp mà chúng ta có thể thi vào theo kiểu lớp chất lượng nhá, tôi nói trước cái điều đấy rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Các bạn đồng ý tôi câu 3 loại này chưa? Nhìn này, chúng ta ấn vào số 5 xem là số 8 xem có được không. À, số 8 cũng tạm thời này, chúng ta giữ phim an, chúng ta copy một phát xuống và ấn vào Ctrl G. Ctrl G là group lại và Ctrl T là gì, to nhỏ. Tôi sẽ thu nhỏ toàn bộ ngày lại để làm cái này như này không? Và Ctrl T để xoay góc với góc độ nó đi một chỗ khác. Ok, đấy, đẩy ra ngoài. Nhìn chưa? Và đi, đây cũng chỉ là cái cách để tạo được sự diêm dúa. Và sau khi làm xong thì bắt đầu bạn điểm tô cho tôi một vài cái nữa. Bắt đầu vẽ hoa lá cành mà. Lập ra đây mới đổ cái màu xanh. Nhìn chưa? Ok, cái này hơi bị thô. Cái này cứ bị dài thế. Nào giữ ship nhé. Nào lập ra đây mới rồi đổ màu. À, đặt này vào đây. Phóng to lên. Làm nó chuẩn bị rất là nhiều chi tiết nên là các bạn cứ phải từ từ bình tĩnh. Chúng ta chỉ dùng vùng chọn là chính mà. Ok.
có cái gì đâu. Rồi, các bạn nhìn chưa? Vậy thì với cách này tôi đã tạo ra một khung hình mà khung hình liên quan đến cái sự trang trí của các bạn bằng những cái hình tròn với nhau. Nhìn thấy hình tròn khung hình chưa? Nhưng tất nhiên để có hình tròn này thì bạn phải điểm tôi cho tôi một cái giá trị nữa. Nếu mà cái này tốt nữa thì bạn phải kiếm một cái vector trên mạng nó có uốn hoa tiết hoa văn này thì nó mới thật sự đẹp được. Còn đây nó chưa đến độ đẹp đâu. Nhưng các bạn phải nhớ là tôi đang dùng hình tròn thôi. Thì chúng ta phải phát huy được toàn bộ hình tròn đã để làm ra cái cấu trúc này. Hiểu cái này đúng không ạ? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm bố cục hình tròn tiếp. Các bạn ghi đi, bố cục hình tròn tiếp. Bố cục hình tròn tiếp. Có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã đi qua hai được con loại rồi đúng không? Tiếp tục hình tròn tiếp này. Nào, vừa rồi tôi có chỉ bạn trong một cái chiêu thức này đúng không ạ? À, chúng ta tập ra một nơi mới và chúng ta đổ một cái màu. Sau khi đổ màu vết xong thì các bạn sẽ dùng cái công cụ M, chúng ta quét qua đây một tí xíu nữa. Đấy, chúng ta sẽ đặt vào đây. Nhìn này chưa? Sau khi đập xong thì tôi lại đập ra một nơi mới, tôi sẽ đổ một cái màu tiếp theo. Lúc này cái này tôi ấn số 5, opacity 50. Tôi chuột phải và giá trị xuống dưới, tôi ấn là 50 tiếp theo. Thế thì các bạn thấy là hai cái này đan nhau thành cái này không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy này, đây hai cái này đan sang, vậy thì ảnh tôi sẽ được chui vào đây. Cũng là một cách. Vậy làm thế nào để có được cái ảnh phía trong này ở chỗ này? Thì người ta mới dùng control và quay trở lại đây nhìn chỗ này nhá. Nhìn chỗ này chưa? Sau đó tôi chuột phải và chính cái dưới, các bạn có thấy là cái này không ạ? Nhìn cái dưới chưa? Tôi quay trở lại vùng chọn của ông dưới nhưng lại không dùng ông dưới mà lại dùng thằng ở trên này để làm gì? Để khi bạn căn di lên thì có phải là tôi sẽ lấy được cái hình nó chính là hình này không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Lợi dụng vùng chọn của thằng dưới để cắt thằng trên thôi. Sau đó lại tiếp tục chọn vào đây, chuột phải chọn ông này, lại giữ căn chuột quay trở lại vùng chọn ông này để làm gì? Để chọn vào chính ông 14 này, nhìn thấy không? Nhìn nhận căn chuột di lần tiếp theo nữa. Thì cuối cùng nó sẽ là layer 5 và layer 5 là chính là 100% là chính xác là cái này. Em nhìn chưa? Tôi chưa dùng tiếng tí pen nào luôn cho các bạn xem mà tôi đã cắt được lấy cái hình này này. Nhìn này, đây là cái đích cuối cùng của đây đấy. Đấy, ông vùng chọn đấy. Vậy thì thực sự là các bạn đã phát huy được toàn bộ giá trị việc cắt dao của các vùng chọn chưa? Để tạo ra hình mới chưa? Đấy. Nào, sau khi làm xong. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị overlay xem nó có màu đẹp không. À, màu cũng tươi. Chuột vào đây, overlay. Nhìn chưa? Rồi, tôi sẽ chọn cái này. Tiếp tục tôi chọn vào Ctrl Z hay cái gì đó tùy các bạn. Nhìn này, Ctrl Z nó sẽ tăng giá trị sáng hơn, nhìn nhá. Ctrl T. Và chúng ta sẽ làm sao? Phóng to là giá trị nào tí. Nhìn không ạ? Ok, cũng từ chuột phải cho này, Ctrl Z thêm độ nữa này, cái dưới nó sáng lên và Ctrl T. Tôi sẽ tháo phóng to cái này lên tí nữa. Cái này gọi là bất nguyên tắc, có nghĩa là nó không đi theo một to vừa nhỏ mà nó đan xen với nhau và tạo ra cái nền. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và sau khi tạo nền xong thì tôi sẽ chuột phải chọn cái cuối cùng là cái số 5, Ctrl Z một độ nữa. Ctrl Z thì có phải nó sinh ra một cái mới là cái to nhất là cái này không ạ? Tôi ấn vào Ctrl Y ngắn để cho các bạn nhìn này, đây là màu đen, để sau đó tôi nhấp vào thôi. Ctrl T để tôi thu nhỏ cái giá trị góc này vào tẹo. Để tôi tạo ra cái viền trắng để khi tôi cho ảnh vào nó sẽ rất là sắc nét. Hiểu tại sao tôi lưu viền trắng chưa? Ok, lúc này chúng ta sẽ chọn vào giá trị về. Không dùng cái này nữa, chán cái này lắm rồi. Ctrl No, chúng ta sẽ chọn một loại bánh khác. À, ảnh viện áo cưới, chọn cô gái này cho nó dễ thương. Nhìn chưa? Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Và sau khi chuột phải thì xong thì bạn sẽ ấn vào Ctrl V. Bạn sẽ ấn vào Ctrl An, G và Ctrl T. Ctrl An, G là chui vào, Ctrl T là thu nhỏ. Đấy. Em không làm 10 lần này, thì nó rất là mệt đúng không? Đấy, chúng ta sẽ thu nhỏ lại nè tí. Ok. Nhìn chưa? Các bạn hiểu cái cách làm chưa? Vậy thì đây cũng là bố cục hình tròn. Nó không phải là bố cục hình vuông. Hình vuông chúng ta đi qua rồi. Bây giờ chúng ta phải làm chắc bố cục hình tròn. Và tôi luôn để một cái giá trị bên tay phải cho các bạn. Đó là các bạn đặt chữ vào. Các bạn hãy sáng tạo cái chữ đi. Xấu đẹp không quan trọng. Bởi vì chúng ta đã học chữ đâu, đúng không? Nhưng ít nhất chúng ta còn biết là hôm nay học của thầy Khánh được 3 bố cục hình tròn. Sau đấy chúng ta sẽ học thêm bố cục hình nữa thì nó sẽ tốt hơn. Hiểu cái này không? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo, đó là gì? Ứng dụng cho làm ảnh chạy sự kiện cho website. Các bạn ghi đi, cách làm ảnh chạy sự kiện cho website.
Thì lúc này sau khi làm lên website thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái thao tác là làm menu như thế nào cho nó đẹp. Ok. Nào, tắt đi nhá. Là thiết kế dòng cái website thì thường tôi sẽ chọn vào controller và tôi chọn với giá trị là 1200. Nhìn nhá. À, độ sâu nông sâu tôi không biết, tôi cứ chọn 1200. Bởi vì cái website này tùy thuộc vào độ dài của website, là chính xác là nội dung của nó. Nội dung nhiều thì độ dài càng dài, nhưng nội dung ngắn thì cái độ dài nó sẽ càng ít. Các bạn hiểu cái này chưa? Độ dài website nó tùy thuộc vào nội dung. Nội dung ông nhiều thì làm gì có chuyện nó ngắn được. Nó phải dài ngoằng giống như dân trí đấy em. Có thấy kéo từ trên dưới không ạ? Dài ngoằng như vậy. Và độ phân giải tôi để là 72. Và cái trang đầu tiên khi mà tôi nói cho bạn biết là khi thiết kế website đó là gì ạ? Trang chủ. Bạn biết trang chủ không ạ? Hay là gọi là trang homepage, hay được gọi là trang index. Nên tôi đưa cho bạn ba giá trị để cho bạn biết là sau này khi mình vào một công ty thiết kế về website, bảo em làm cho trang index cho anh đi, thì các bạn còn biết là index nó là cái gì, homepage nó là cái gì, và trang chủ nó là cái gì. Vì trang chủ là một trang mà gọi là quan trọng nhất trong tất cả các trang, bởi vì nó thể hiện rằng cái triết lý của người bán hàng. Vậy thì trang đấy nó phải bày tất cả những cái gì quý giá nhất của nhà nó ra. Em hiểu chưa? Bởi vì khi em bày được như thế, em sẽ tạo ra giá trị tương tác giữa khách hàng và em. Ví dụ, em có thấy là tại sao cửa hàng người ta hay đưa giảm giá này không ạ? Bởi vì điểm đấy là điểm khiến cho khách hàng phải làm rất là nhiều. Và tôi sẽ ví dụ cho bạn một chiêu thức, đó là gì? Khi chúng ta bật một cái trang web trên một cái hình như này, thì cái điểm nhìn của bạn nó nằm ở vị trí này. Các bạn nhìn thấy điểm nhìn chưa? Cái điểm mà bạn chú ý đầu tiên khi bạn nhìn vào cái màn hình đấy, nó nằm ở vị trí này. Thì cái vị trí này nó thường thường nó chính là ảnh sự kiện, là ảnh chạy quảng cáo, ảnh là giảm giá chương trình của các bạn. Nên vị trí đấy là vị trí vàng, nên chắc chắn là phải có đường link. Bởi vì là chương trình nên phải ấn vào phần có link để đi vào trang trong, và nó phải có nội dung đàng hoàng. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tại sao website bây giờ lại không xu thế là cái banner nó phải làm dài nữa? Bởi vì nếu làm dài thì em cũng biết là cái trình duyệt của chúng ta mất một đoạn đó không ạ? Đây cửa sổ em công nhận là khi bật internet lên thì cái trình duyệt, ví dụ chúng ta từ đây lại mất đoạn đó. Sau nếu cái này thì em làm từ đây đến đây nữa thì lại mất đoạn nữa, nhưng cái này vô tác dụng. Bởi vì có những lúc là em xem lần đầu tiên chứ có bao giờ ngắm lần thứ hai đâu. Tôi vào mua hàng mà. Vậy thì khi em làm như này thì em sẽ dùng ảnh rất nhiều, và khi dùng ảnh rất nhiều thì chắc chắn là cái website sẽ bị nặng. Hiểu không ạ? Nên thường thường xu thế của một cái header từ đây đến đây nó chỉ rơi từ 90 đến 120 chiều cao thôi ạ. Hiểu không? Bởi vì nếu em không làm thế thì em lại phải năn chuột hai lần thì mới đến cái nội dung, đúng không? Còn nếu em làm ngắn em nhìn luôn nội dung, thậm chí có nhiều thằng nó làm thiết kế một cái header ấy, nó chỉ bằng một cái menu thôi, kéo dài trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ luôn, có một cái ảnh luôn, quảng cáo luôn thì lại rất là tốt, bởi vì nó đập vào mắt người ta đấy ạ. Và website không nên quá 3 lần chuột, năm chuột phát, năm chuột thứ hai đã hết rồi, đừng có năm chuột thứ ba nữa. Bắt đầu nó vẫn có nghĩa là chúng ta đang đi xuống vùng sâu vùng xa rồi đấy ạ. Và cái điều đấy là cái điều mà, và cái phân tầng nó sẽ đưa ra là những cái gì quan trọng sẽ nằm ở phía trên, những cái gì bất quan trọng sẽ nằm ở phía dưới. Vậy thì quan trọng là thế nào thì chúng ta vẫn phải hỏi rằng là nhân viên kinh doanh là tại sao ông phải có này, tại sao ông kia. Em hiểu cái này chưa? Chúng ta phải trao đổi tại sao ông đưa vào cái này vào đây, ông phải có lý do chứ, không phải là chúng ta cứ thiết kế đẹp được nhá. Cái dân mỹ thuật chúng ta hay này, để chỉ làm đẹp thôi chứ thực ra có hiểu không, đây hiểu. Nên chúng ta muốn khá được, chúng ta phải nói chuyện rất nhiều dân lập trình thì chúng ta mới khá được về trong phần thiết kế web. Ok, nhưng nó là một phần trong cái phần thiết kế phổ số, tôi sẽ dạy lại tiếp. Nào, vậy thì trong phần header này thì thường thường để muốn làm ra cái vùng chọn một cách chính xác thì có phải các bạn dùng công cụ này rồi đúng không ạ? Như này chưa? Và để muốn đánh từ đây đến đây bằng 90 đến 120 các bạn phải làm cách nào? Rồi ok, có thước bằng cách nào? Rồi, cảm ơn em. Nhìn chưa? Và bây giờ chúng ta vẽ nhanh đúng không ạ? Quên mất, sorry các bạn, vẽ nhanh đúng không ạ? Ướm 90. Nhưng cái này nó thể hiện là bao nhiêu đây ạ? Các bạn đã bao giờ rơi trường hợp giống tôi chưa ạ? Bây giờ làm nào bây giờ để vẽ 90 chứ giờ? Sao? Lại vào view rồi, ok cảm ơn em, nhưng mà lần sau lưu ý chỉ cần chuột phải vào đây chọn giá trị là cm hay là pixel hay là gì đó, chắc chưa bao giờ động đến cho này đúng không? Ok đi. Nếu các bạn đã thích controller tôi nói từ controller cho bạn luôn, nhưng mà làm này thì chưa đến lúc nhá, hiểu chưa? Controller lại
Vẽ tất nhiên chính xác nha em, mà lại phải căn từ bên tay trái sang bên phải thì em có thấy mệt không? Mệt. Trong khi đó từ trong cái vùng chọn này tôi đã nói bạn một cái chiêu thức cực kỳ quan trọng, đó là sổ xuống, người ta có dạng là fix cell. Fix cell sai nhìn nhá. Còn nhớ này không ạ? Còn nhớ cái này không ạ? Fix cell sai là giá trị đánh cái vùng chọn đúng kích thước mà bạn muốn. Ok, vậy thì gõ thôi. Nhìn chưa? 1200. Cái này là bao nhiêu ạ? 90. Sướng chưa? Enter. Sau khi làm xong chỉ cần tích phát vào đây. Chuẩn chưa? Được vùng chọn rồi đấy. Sau khi vùng chọn này tôi chỉ cần dịch chuyển lên trên là xong. Vẽ phải chính xác chứ. Sau này người ta yêu cầu cái bảo em vẽ cho anh một cái menu mà chiều ngang là 120 và chiều cao nó rơi tầm 25-27 pixel. Thì chúng ta ngồi đi mà đo à? Liệu đo chính xác không? Thử đo xem. Có thấy mệt không ạ? Bởi nó dài ngoằng nhảy chứ không phải 1 pixel đâu mà các bạn đo được. Nào, sau khi làm xong tôi sẽ lập ra một layer mới bằng công cụ F7. Và tất nhiên tôi đổ một cái màu. Đấy, đang viện màu xanh, đổ màu xanh. Xong chưa? Đấy, đổ màu xanh rồi. Biết đổ màu này không ạ? Biết đổ màu đúng không? Nào, bây giờ sau khi làm xong thì cái sau khi làm background xong thì cái chỗ cái header này nó sẽ gồm có các vị trí như sau. Ở đây chính là logo. Logo ghi đi, dù sao tôi cũng chia sẻ cho bạn tí thôi. Chứ còn học với phần học website nó sẽ rất là dài. Nói chuyện chán chê mệt mỏi thôi. Nào, logo. Ở giữa là tên công ty. Yên tâm lên, sau này biết thôi, em lại nhận cái giá trị là quản trị website ra. Chỉ làm mỗi là ảnh up lên thôi. Đấy, nhận được 10 công ty là ngon đấy. Và bên tay phải là hỗ trợ của mạng xã hội. Em biết tại sao mà anh ghi nhá. Đầu tiên là logo. Thứ hai là gì? Tên công ty. Thứ ba là mạng xã hội. Em biết tại sao có mạng xã hội không? Bởi vì là giá trị bây giờ chúng ta tương tác nhau bằng Skype, bằng Facebook thì nó sẽ nhanh hơn là hồi xưa nó có hotline đấy. Hồi xưa nó có cái mặt người chat, chat Yahoo ấy em. Thì bây giờ người ta thay cái Yahoo đấy bằng Facebook. Người ta thay bằng Zalo và thay bằng Skype. Có nghĩa là khi vào trong đó tôi khúc mắc thì tôi ấn nó phát tôi chat với ông luôn. Hiểu cái này chưa? Và cái vị trí nó phải nằm ở top đầu chứ không bao giờ nằm top dưới. Vì nằm top dưới tôi biết tôi phải tìm mãi mới thấy ông để tôi hỗ trợ thì nó rất khó. Nên vị trí đấy là vị trí quan trọng. Thấy chưa? Tiếp theo, trong cái phần logo tôi có đi kêu quan một cái thứ nữa là tôi ấn vào Cantonal. Tôi sẽ chọn cho bạn một giá trị viền thư viền này. Ổ gì nhỉ? Ổ D. Tôi chọn vào No. Tư liệu logo. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh logo vậy. Nào các bạn nhìn thấy này chưa? Đây là một cái logo mà nó dành cho rất nhiều cấp độ lười xảy ra. Cấp độ lười đầu tiên là chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V. Mấy các em đồng ý tôi điều này không ạ? Đúng chưa? Và chúng ta sang bên này là Ctrl V. Và sau khi Ctrl V xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T. Thì đây là ông lười nhá. Tôi đang nói ông lười này. Lập ra một layer mới chúng ta ở đây. Có đồng ý chỗ này không ạ? Có nghĩa là nó giống như cái giải băng nó đè xuống dưới đấy. Thì cái này nó có những cái cách xử lý giống như xử lý sau này bạn thiết kế về menu hay là bạn thiết kế về một cái tờ rơi, tờ gấp gì đấy, bạn có thể xử lý theo cách của tôi. Đó là gì? Chúng ta đẩy xuống một tẹo nhá. Nhìn này, cách làm giữ Ctrl và tích thẳng vào layer. Thì có phải quay trở lại không ạ? Các bạn đồng ý tôi là quay trở lại vùng chọn nha em ạ. Lập ra một layer mới là Ctrl Shift N. Ctrl Shift N là không cần phải ấn vào đây nữa mà chỉ cần ấn Ctrl Shift N thôi thì nó tự tạo layer mới. Ctrl Shift A L. N thấp nha. Nhìn chưa? Thì có phải tạo ra vùng chọn không ạ? Tạo ra layer mới chưa? Đổ một cái màu ghi màu xanh lá cây lên. Nhìn màu xanh lá cây chưa? Tại sao tôi chọn xanh lá cây? Bởi vì tôi chỉ cần ấn Ctrl Shift U để trở thành gì? Đèn trắng không ạ? Đồng ý chưa? Rồi, lúc này dùng công cụ M quét qua phần từ dưới lên trên. Nào, trở về dạng thường nhá. Nào, quét qua từ dưới lên trên. Cái này không phải dành trong website mà dành cho rất nhiều thứ web thiết kế khác mà. Chúng ta dùng công cụ Shift F6 là làm về vùng chọn, học chưa? Nào, Shift F6 là học chưa? Làm mềm đúng không? Ấn 30, xóa đi. Thì bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ có một chút xíu về ghi. Bạn nhìn lên phía trên của tôi hơi ghi tí không? Đẩy xuống một chút xíu có quạch trắng. Và chúng ta bắt buộc giữ phím man kéo xuống một tí nữa. Nhá, nhìn này.
Nhìn chỗ ghi này chưa? Xuống dưới một tí xíu. Có nhìn thấy cái vạch trắng chỗ này không ạ? Giữ phim an kéo từ trên xuống dưới. Nhìn kéo từ trên xuống dưới chưa? Căn chân T. Căn chân T là gì biết không? Chuyển thoại, đặt đối xứng. Hôm trước tôi đã nói cái này rồi. Đừng bao giờ quên cái này của tôi. Dùng hết đấy, không còn trượt được đâu. Kéo này nụ ngược lên, nhanh tờ. Các bạn đẩy lên trên cho tôi. Ấn số 50. Hiểu cách làm chưa? Bởi vì tôi chưa học đến gradient mà. Thôi chịu khó làm chay vậy. Nhưng các bạn có thấy là vừa rồi tôi chỉ dùng bốn cái vùng tròn. Xóa đi, làm cái logo đúng không? Chưa đẹp đúng không? Làm tiếp theo. Nhìn này. Đây nha, tôi đang làm logo to nhá cho bạn xem. Ok, tôi thu nhỏ lại. Tí nữa tôi sẽ dành cho những ông là chịu khó hơn nữa. Thu nhỏ tầm này được chưa? Rồi, ok. Enter. Đồng ý chưa? Rồi, phóng to. Phóng to bằng Ctrl cộng. Sau khi Ctrl cộng xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mình nhìn này. M vẽ ở đây. Đã giờ vẽ nhanh chưa? Lập ra một cái mới, lại đổ một cái màu xanh. Thấy chưa? Tôi bị ngộ màu xanh. Ctrl T. Này Ctrl Shift U. Biết Ctrl Shift U chưa? Rồi, bây giờ cho cái màu ghi đi xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift và phun tay trái. Xuống dưới cả background chưa? Có nhìn chỗ này không ạ? Nhìn nhá. Ctrl T biết không ạ? Hôm trước tôi có chia sẻ là Ctrl T có thể giữ phím Ctrl và làm zoom lại cho hình trong phần Smart Object. À, nhớ nâu thủ dài là tôi đấy. Nhìn này, cầm này, kia cầm cạnh này, kéo vào đây. Có nhìn này không ạ? Enter. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn này, tôi nói cho bạn biết luôn. Có thấy khác không? Đừng bao giờ đặt chơi vào đấy. Em đặt chơi đấy, đây là phương pháp đặt logo trên một cái hình. Nhưng khiến cho người ta thấy rằng à, nó khá hay. Nó có cảm giác về 3D. Đúng không? Em muốn làm 3D đấy đúng không? Muốn giống nữa này, nhìn này, B, chuột phải chọn vào đây. Có nhìn thấy công cụ của cái hình này không ạ? Giữ Ctrl, tích thẳng vào đây. Nhìn này không ạ? Nập ra một nền mới. Nãy đổ một cái màu đó là màu gì? Màu xanh. Ctrl Shift gì? Được chưa? Ctrl xuống dưới một layer bằng lệnh gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Ctrl ngọc vuông bên trái thì chuyển sang phải. Nhìn cái bị này nhá. Chúng ta dùng Effect, chúng ta chọn vào Blur, chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Thì đây là giá trị nằm nhòe, nhìn nằm nhòe chưa? Sau khi nằm nhòe xong thì lúc này chúng ta mới phóng to tí xíu và chúng ta điều chỉnh. Thì tôi đã dạy cho bạn Multi chính là làm tối ảnh. Nhìn làm tối ảnh chưa? Thấy chưa? Làm từ anh đi chơi. Nhìn làm đâu được đấy. Thì đây chỉ là cái cách xử lý cho nó chuyên nghiệp thôi ạ. À. Đấy, các bạn có thể xử lý được như vậy mà. Đây dành cho ông thì ông lời. Tôi lại tiếp tục chọn cho bạn chiêu thức khác. Mình làm cái dần dần đi, mình thấy tôi nhiều bài lắm, nhiều trò. Tôi nhân thật cho bạn biết là có nhiều bạn hỏi tôi bạn ạ, à, thầy ơi em học cơ bản Photoshop rồi, em muốn học nâng cao, phải nâng cao là cái quái. Thì tôi mình chưa bao giờ học nâng cao. Nâng cao ông được cái gì? Đừng bao giờ ngộ với cái chuyện là nâng cao. Mà em phải nghĩ là em làm có kinh nghiệm không? Em làm ra một cái thứ người ta thấy ô đẹp, nè ok rồi, vậy thì đấy là nâng cao của em đấy. Em làm ra một cái thứ nâng cao đất thằng nào dùng vứt đi rồi xót ra, thôi nghỉ nhá. Không nâng cao chứ còn vẽ cái quái thì tôi cũng làm. Hồi xưa tôi có học sinh vẽ một con rồng bằng bọt nước. Em biết vẽ con rồng bằng bọt bia không? Nó phải vẽ tay xong nó vờn từng tí một, xong nó qua Photoshop xử lý ra đúng một con rồng bằng bọt bia. Nhưng mỗi tội là để ứng dụng gì thì không nhiều, chỉ một lần thôi, nó làm cho bia Thăng Long poster về bia Thăng Long, từ trong đó nó sẽ có một hình con rồng này. Đó, thế thôi. Nhưng cái giá trị nó đem lại nó không nhiều. Em hiểu cái này không ạ? Ok, thì đây là giá trị đầu tiên mà các bạn nhìn thấy chưa? Đặt logo có dưới rất nhiều website người ta làm không ạ? Nên các bạn nhớ một điều rằng nếu bạn làm bản đồ này 10 website thì trình độ Photoshop bạn đã lên được 1 độ đến 2 độ rồi đấy. Em không tin em cứ thử xem trong cái website nó có thiết kế banner không? Có dùng text không? Có hiệu ứng không? Có cái quái thì có, blend màu cũng có. Nên là em chỉ cần đô được cái website, một vài cái website nước ngoài thôi thì em đã thấy là trình độ của mình cực kỳ kinh. Còn nếu mà còn khủng khiếp nữa thì em hãy đô một trang web của game. Em phải đô trang web game không? Những cái thanh bàn của nó vẽ hầm hố, nó vẽ khối khiếp thì em có làm được điều đó không? Không làm được đúng không? Nên trên mạng search cắt dao từ cắt của một thằng khác ra, nó lắp ghép lại mình thì mình vẫn ok.
Bởi vì nguyên tắc cuối cùng chúng ta là đồ lại là đồ lại mà. Và biến ngay khác trở thành cái của mình mà. Miễn sao tôi làm đẹp hơn cái của nó thì càng tốt. Một khi tôi đồ tôi ghép lại với đẹp hơn cái của hình chính thì sao? Các bạn hiểu chưa? Rồi ok, tôi sẽ dành cho ông người. Tiếp tục nha, bắt đầu dùng cho ông người nha, xóa hết này đi. Vừa rồi là chỉ cách để đặt logo trên một nền sản phẩm dưới nhá. Thì cái đấy các bạn có thấy là trong tờ rơi, tờ giết các thứ người ta có làm này không ạ? Có đúng không? Rồi bây giờ này là tiếp Control no. Và chúng ta lại chọn đúng cái logo đó. Lúc này tôi dùng công cụ M và tôi chỉ lấy mỗi cái hình thao tác này cho các bạn thôi. Ok, tôi tắt bỏ ông này đi. Không thích dùng ông này nữa rồi. Chán. Chúng ta sẽ chọn một cái logo như sau. Chữ E. Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Ctrl V. Như này chưa? Ở đây người ta có hai nguyên tắc, nếu mà em dùng chỉ đen trắng thì rất đơn giản, em chỉ cần dùng hòa trộn cho tôi đó là Manti là xong. Cắt được luôn, đỡ phải nào. Hiểu không ạ? Dùng Manti em thấy chưa? Cắt cực kỳ nhanh đối với dạng đen trắng. Nhưng nếu mà dạng màu sao? Không thể cắt được chiêu đấy được. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O, chúng ta chọn cái khác. M chúng ta quét qua đây. Ctrl A, Ctrl C và sang bên này, Ctrl V. Nào, vậy thì với cái hình này các bạn cắt bằng kiểu gì? Ví dụ hôm trước chúng ta có thể học qua cái giá trị đó là về Quick Selection Tool và Magic Wand. Thì trong phần này các bạn có thể chọn là Magic Wand để làm gì? Chúng ta chọn là nền trắng và chúng ta sẽ dùng thao tác là cái áp lực của nó cao lên. Bạn hôm qua hôm trước học cái này chưa? Ok, tôi cứ nói tạm cái này đấy nhá, còn hôm nào tôi sẽ giải thích sau. Tôi sẽ chọn 30 và tôi tích vào đây. Thì bạn sẽ nhìn chuẩn chưa? Nhưng trong phần mà các bạn chọn pháo hoa này, nó có một cái rất dở là nó không chọn được cái nòng trong bên trong của chữ E. Nhìn không ạ? Nên người ta mới dùng thao tác đó là cái này. Nó chỉ hơn nhau một cái này thôi. Đấy nhá, cũng là vùng chọn nha, nhưng mà ông chưa bao giờ tìm hiểu hết. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng Ctrl D, chúng ta tích vào đây này, nhìn này. Em nhìn thấy chọn cả vòng trong của chữ E chưa? Đấy, có thích nhàn hơn không ạ? Vậy thì ông thích nhàn. À vậy ok, có nhiều bạn là ôi em thích nhàn nhiều rồi, ok Ctrl D, vậy thì chọn nhà ấy, giữ ship chọn vào đây. Có thấy nông dân không ạ? Quá nông dân. Còn vấn đề này em cũng không muốn làm đấy sao? Ok, chúng ta chuột phải chọn vào similar. Chọn những đối tượng cùng màu. Ấn ok, nhìn thấy không ạ? Đấy chỉ là giải thích cho các bạn biết là cái Quick Selection Tool và Magic Wand nó như thế nào và phát huy tối ưu của nó không. Thì đấy là vấn đề. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta chỉ có ai chỉ biết pháo hoa ấn vào. Nhưng ấn là ông có biết mấy cái này không? Có tác dụng đấy ạ. Ok, Ctrl D. Nha, bây giờ tôi sẽ xóa này đi. Và sau khi xóa cái này đi xe xong thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề như sau. Đó là khi chúng ta vùng về, chúng ta đẩy lên đây. Đây đây là cái trường hợp xảy ra này. Các bạn có đồng ý tôi điều này xảy ra không ạ? Khi cắt xong nó sẽ bị nem nhem. Bị nem nhem không ạ? Nào, thử kéo lên một tí nữa nha. Không có sạch được, về, đẩy lên tí nữa. Nhìn này nhá. Các bạn có nhìn thấy một chút xíu trắng chỗ này không ạ? Vậy thì để muốn là người ta làm ngon ấy, người ta có một chiêu thức khá là hay trong cái công cụ. Ví dụ như là hôm nay em mong muốn cái sức pen của em ấy, em muốn làm chắc ấy, thì em phải làm nhảy. Đây là tôi không liên quan đến bài của tôi nhá. Tôi ví dụ cho ông này, nhìn này. Ấn vào đây, khóa nền, nhìn khóa nền chưa? Để muốn đổ được toàn bộ những ông này là liên quan toàn bộ là màu cam ấy, thì người ta dùng chiêu thức như sau, pen. Người ta tích từ đây này. Người ta đổ vòng qua đây này. Nhìn chưa? Bởi vì em có thấy là logo, em có thấy là hình bị vỡ không ạ? Em có thấy là bị vỡ không đã? Đấy, nếu bị vỡ thì chúng ta mới xử lý. Bởi vì em có thấy là trong cái việc thiết kế web, chúng ta cần phải xử lý từng tí một như này này. Ok, chúng ta tiếp tục. Chọn vào đây. Bẻ cong lên đây và không được chạm vào ông màu nâu. Nhìn chưa? Ok, chúng ta chọn vào đây. À, các bạn luyện được cái cách thiết kế thì được rồi, nhưng mà cũng phải cần xử lý thêm một vài chiêu nữa giống như tôi đang xử lý cho các bạn. Ok, tôi
sẽ kéo vào đây, tôi sẽ kéo vào đây, tôi sẽ kéo vào đây, tôi sẽ kéo vào đây, ok. Can center thì các bạn cứ cầm nhận tôi nó có vùng chọn này không ạ? Cái này rất hay là khi đổ màu ấy, nó không đổ màu ra ngoài mà nó chỉ đổ màu trong đối tượng thôi, bởi vì chúng ta đã chơi trò nó khóa nền cho đối tượng. Ok, y chọn màu bạch. Các bạn nhìn nhá, không còn màu trắng nữa đúng không ạ? Đây mới gọi là đổ màu một cách chuẩn chỉnh nhất trong giá trị mà chúng ta đổ màu. Không có vào đối tượng được nữa, chứ không phải là quay trở lại vùng chọn nhá. Ông quay trở lại vùng chọn thì nó chỉ chọn một nửa bên trong, một nửa bên ngoài, thì khi đổ màu nó sẽ bị dấp dính. Tôi nói cho bạn biết luôn, đây, đây là cái giá trị chúng ta hay làm này. Naso, học Naso rồi đúng không? Buổi chắc học Naso chưa? Tôi chưa dạy nhá, hôm nay tôi chưa dạy nhá, tôi ví dụ cho bạn tại sao này có tác dụng. Đây là hình cục hoàn chưa? Nập ra đây mới đổ một cái màu cam. Sau khi đổ màu cam xong thì tôi bảo ôi không, em phải đổ cái nào màu trắng. Giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn, đồng ý không ạ? Đổ cái màu trắng lên, an bách. Tôi đảm bảo cho bạn biết là những cái này bị dính. Nhìn có thấy nó vẫn bị vệt không? Vậy thì cái logo nó bị cái này đấy. Nếu mà cắt logo sang kiểu gì bị như này luôn. Các bạn có đồng ý tôi logo kiểu gì bằng trong ảnh mà các bạn phải cắt ra không ạ? Nếu không cắt mẹ mà logo cũng được, không ra bị như này đâu, nhưng mà đã cắt chuẩn thì chắc chắn bị, bởi vì cái nó là điểm ảnh, nó sẽ bị dấp dính giữa trong và ngoài. Các bạn hiểu cái này không? Có nghĩa là một pixel nó sẽ chia đôi, một nửa ở bên trong, một nửa bên ngoài, thì một nửa bên ngoài nó sẽ dính trắng. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò ảnh như này, người ta chỉ cần khóa này, người ta đổ một phát màu trắng này, đố bạn nhìn được. Nhưng rõ ràng cái miếng này tôi đã đổ 100%. Đây gọi là màu chuẩn nhất trong giá trị thiết kế. Tôi không phải dùng cái giá trị là quay trở lại mình chọn ra, tôi ít dùng lên lắm. Hiểu chưa đã? Ok, tôi bỏ qua. Nhìn chưa? Thì trong cái thiết kế của các bạn, có nhiều người người ta dùng Ctrl đẩy vào đây, Enter và dùng V. Thì đây là giá trị mà vừa rồi tôi chỉ cho các bạn, nó là phải cắt hình ra khỏi nền đúng không? Bài này tôi sẽ dạy sau, nhưng mà tôi sẽ dạy tầm này đã. Nhìn này, giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho layer. Đấy này, hôm nay bắt đầu mới dùng. Có đúng này không ạ? Chúng ta làm nền vùng chọn bằng lệnh gì ạ? Vừa rồi dạy xong đấy ạ. Shift F gì? Nếu Shift 6 tôi đặt là 10 được không ạ? Nhìn 10 chưa? Enter. Thì các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn chúng ta bị thay đổi không ạ? À 10 hơi to, Ctrl Z này. Shift F6. Chúng ta làm lại, chúng ta đặt là số 3 hoặc 4 thôi. Các bạn thấy vùng chọn nó bắt đầu thay đổi một tẹo xíu không ạ? Sau khi làm xong tôi lập ra một layer mới. Layer mới điểm gì? Tôi đổ một cái màu, đó là màu. Các bạn nhìn màu sáng chưa? Nhìn màu sáng chưa? Đổ thêm một lần nữa và Ctrl D. Sau khi Ctrl D thì cái màu sáng nó phải được nằm dưới logo thì nó sẽ có được giá trị, đó là phát sáng. Đây cũng chỉ là một chiêu trong thức, đó là gì? Cách đặt logo vào cái hình thôi. Hiểu con này chưa? Ok, cũng chỉ là cắt và đưa vào và làm sao để cho logo nó nổi nhất trên cái nền có thể thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy bạn đến ảnh sự kiện. Các bạn đồng ý với tôi là sau khi mà chúng ta làm xong thì trên phần header này thì ở đây nó sẽ có một cái chiêu thức, đó là làm ra cái menu. Thì cái menu của một cái website nó sẽ có chiều cao từ 25 đến 27 pixel. Tôi sẽ chọn giá trị đó là pixel size và tôi gõ vào đây là giá trị là 27. Cái này được ứng dụng cho web và tiện thể tôi nói luôn cái vùng chọn, đó là vùng chọn 1 pixel theo chiều nằm dọc và 1 pixel theo chiều nằm ngang. Thì bây giờ mới có tác dụng nè. Cái này dành cho thiết kế web chứ không phải dành cho thiết kế về đồ họa nhiều lắm. Nào sau đó thì tôi sẽ chọn một cái đây và tôi chọn vào đây tôi thích phát được luôn. Nhìn không? 27 pixel tôi đẩy một phát lên. Ok. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn một cái màu. Là có thể là tôi chọn tông nâu. Và tôi đổ vào lập ra một layer mới bằng công cụ. Nhìn không? Layer mới nhá. Và tôi đổ một cái màu. Nhìn chưa? Dùng V đẩy xuống. Đẩy lên chút xíu. Bạn thấy là không có khe trắng đúng không ạ? Nhìn chưa? Thì cái giá trị khi mà bạn thiết kế, bạn hãy dùng 1 pixel theo chiều nằm ngang giúp tôi. Bạn gõ vào đây này. Nhìn chưa? Có vùng chọn 1 pixel điển gì? Phân cách giữa cái giá trị menu ra để cho nó rõ ràng. Thì tôi sẽ đổ một cái màu, đó là màu trắng. Các bạn nhìn đi về trắng chưa? Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Nhưng để muốn chuyên nghiệp thì đội website nó hay làm thao tác như sau, đó là dùng công cụ M quét vào phần phía giữa. Tôi sẽ trở về vùng chọn bình thường. Các bạn có nhìn thấy tôi quét qua phần phía giữa nhà không ạ? Nếu tôi ấn nút delete thì có phải bị xóa giữa không ạ? Nào về đen. Đâu rồi F7.
Nhìn thấy chưa? Ấn vào đen đây. Các bạn có thấy bị đứt đoạn này không ạ? Nhìn nhá. Thì có phải các bạn nhìn cái nét của tôi không? Nếu tôi ấn xóa nhảy thì các bạn có thấy là bị dạng bị xóa ở giữa không ạ? Nó bị cộng không ạ? Nhưng trước khi tôi xóa, tôi làm mềm đi được không ạ? Ok, ship F6. Tôi đặt là 100. Tôi xóa nhảy thì các bạn có thấy là nó sẽ chuyển lên vào nền đúng không ạ? Nhìn này, một chi tiết rất nhỏ nhỏ nhá. Thiết kế website nó cực kỳ kỹ. Nhưng lúc này tôi không muốn xóa bên trong mà tôi muốn xóa ngoài được không ạ? Bởi vì tôi giống như ánh sáng chiếu ở đây thì chỗ này phát sáng, còn chỗ này phải làm sao biến mất ăn cắn rét lại. Để muốn đảo ngược được cái vùng chọn này là từ bên trong ra bên ngoài thì người ta dùng công cụ đó là Ctrl Shift Y ngắn. Ctrl Shift Y ngắn đấy. Có nhiều người có thể tự tìm hiểu trước, nhưng mà tôi nói cho bạn biết là những cái lợi nhất phát huy một cách tối đa nhất Ctrl Shift Y ngắn. Và sau khi cắt Ctrl Shift Y ngắn thì có phải là chọn bên ngoài chứ không chọn bên trong ạ? Nhìn một lúc tôi xóa được hai thằng bên ngoài. Chứ chẳng lẽ bây giờ tôi quét qua vùng chọn này, tôi làm mềm tôi xóa này, tôi quét qua vùng chọn này xóa bên này thì có lâu không ạ? Trong cái quét cỏ giữa tôi đảo ngược vùng chọn ra thì có phải chọn thằng hai bên không ạ? Nhanh chưa? Ok, xóa thôi. Các bạn nhìn thấy bên này biến mất vào chỗ này nè chưa? Nào, phóng to cho nhìn nhá. Nhìn chỗ này chưa? Và phóng to lên. Nhìn này. Nó chìm vào nền này. Nhìn chìm vào nền chưa? Đúng rồi. Tại vì nó chỉ bằng 1 pixel thôi. Thiết kế website nó như vậy. Và sau khi bạn kéo cầm có cái này, bạn sẽ kéo lên một chút xíu nữa thì bạn có hai cái bách này, nhìn này hai chỗ này chưa? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Y ngắn thì có phải đảo trắng thành đen không ạ? Ctrl Y ngắn. Đảo trắng thành đen chưa? Và cầm cái đen này xuống dưới một tí xíu nữa. Xuống dưới 1 pixel. Nhìn này. Tại vì bên web ấy, người ta chỉ tính theo pixel một. Và các bạn sẽ thấy cái này nó hơi đậm, tôi ấn số 3 thì các bạn sẽ thấy có một cái opacity. Nhìn chỗ này chưa? Đó là làm chân của menu. Đấy, tại vì nhìn kích thước thật thì nó sẽ phải như thế này. Vậy đấy, em phải làm tí một. Sau khi làm xong thì các bạn có công nhận với tôi là cái menu nó sẽ có trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Thì mỗi cái đấy nó có một dòng phân cách ngang không? Ok, lại xem. Chọn vào theo chiều dọc, tích vào đây. Nhìn theo chiều dọc chưa? V, chuột phải chọn này. Chọn đối tượng này, nhìn đi ạ. Nhìn. Chọn vào đúng cái layer là chính là cái hình này này. Ctrl Z. Thì các bạn có thấy là khi mà tôi Ctrl Z thì cái vùng chọn này đang giao nhau giữa cái miếng này và cái vùng chọn này thì nó chỉ nhân bản trong đây không ạ? Bởi vì ngoài đoạn này làm gì có gì đúng không ạ? Vậy Ctrl Z tôi cho bạn xem. Thì khi Ctrl Z tôi kéo ra, bạn có thấy là tôi có một cái vạch này không ạ? Nhìn chưa? Lúc này rất là đơn giản. Tôi nhấp 7, tôi chọn giá trị đó là overlay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó sẽ làm sao? Có thấy đậm hơn không ạ? Nhìn thấy đậm hơn chưa? Tôi Ctrl Z lần thứ hai thì tôi có hai cái vạch. Tôi kéo ra cho bạn xem. Có nhìn thấy hai cái vạch của tôi không ạ? Đây, tôi sẽ kéo phóng to lên cho bạn dễ nhìn hơn nhá. Nào nhìn này chưa? Chúng ta sẽ đẩy sang đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy hai cái vạch chưa? Vạch này tôi sẽ để màu trắng hơn thì tôi sẽ dùng giá trị đó là làm sáng. Nhìn sáng chưa? Hai cái vạch này chạm vào nhau thì tôi sẽ tạo ra mình chữ V. Đây, tôi sẽ chọn vào làm sáng. Rồi, ok, đẩy sang trái. Các bạn nhìn hai cái vạch này tạo ra cảm giác nó bị lõm xuống không ạ? Nhìn này ánh sáng nó cũng sơn chưa? Không biết trong màn hình có nhìn được không? Ôi trời. Nên xem đi. Bởi vì giống như ánh sáng chiếu từ trái qua phải thì chỗ này nó sẽ bị tối, nó giống như hình chữ V này, này em nhìn chưa? Thì cái khe của website này nó kiểu như này. Đấy, từng tí một đấy. Và sau khi tôi chọn xong cả hai cái đó thì tôi sẽ ép lại thành một. Bạn nhìn thấy cái này chưa? Tôi ấn vào Ctrl E. Thì cái này chính là phân cách giữa các trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Nhá, Ctrl G. Ok, kéo này. Em nhìn thấy vạch này chưa? Vạch này ghi là trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ đấy. Tất nhiên hôm nay tôi chưa dạy bạn vườn bóng được. Bởi vì sao? Chúng ta mới chỉ đi vùng chọn, chúng ta vùng rất thô sơ. Nhưng đây là những cái giá trị mà người ta đang làm hiện tại bây giờ. Các bạn nhìn thấy có những cái dòng phân cách chỗ này không ạ? Và cái này người ta vẽ bằng Photoshop. Vẽ từng tí một. Nên cái trang chủ của các bạn ấy, khi bạn làm được ra thì nó sẽ tận dụng được layout, đó là phần header, footer giống nhau. Nên tất cả phần còn lại sẽ để nguyên. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần ảnh. Nhìn này. Trong phần ảnh thì các bạn có đồng ý với tôi là trong quy trình khi làm banner web thì người ta hay đặt một khoảng cách từ đây đến đây. Và tất nhiên trong quy trình khi làm thì bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi. Để làm gì?
À, để đổ một cái mỏng. Đây, đổ một mỏng. Sau khi đổ màu xong thì tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E. Chúng ta sẽ chọn đến một cái hình ảnh. Và chúng ta sẽ chọn đến Adidas và chúng ta sẽ chọn một cái banner. Mình sẽ chọn một cái banner rất sáng lên chút xíu. Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Sau khi chọn xong thì tôi chuột phải chọn vào cái layer 7 đó và Ctrl V thì các bạn sẽ thấy nó nằm trên layer 7 đúng không ạ? Ctrl Alt G thì các bạn có thấy nó chui vào đúng không ạ? Và Ctrl T là phóng to này. Nhìn này. Đấy nhá, tạm thời đặt nhà đúng không ạ? Để muốn tạo ra một cái không khí trong đối tượng thì người ta sẽ dùng cái công cụ đó là hình tròn. Vẽ ở đây. Bạn nhìn này chưa? Tôi làm mềm vùng chọn một công cụ Shift F6 và đặt cho nó giá trị là 30, 40 thì đấy tùy các bạn. Các bạn thấy mềm chưa? Lập ra một layer mới và đổ một cái màu. Và chắc chắn cái này nó phải là Ctrl Shift, Ctrl Shift U để trở thành đen trắng. Nhìn đen trắng không? Nhìn này, đây là cái cách gọi là trang trí khung viền cho một cái đối tượng ảnh của mình nó đẹp hơn. Thì sau này các bạn có thể là có những ảnh đưa khung nhưng mà bạn muốn làm đẹp hơn thì bạn phải dùng chiêu thức này. Tôi sẽ dùng công cụ M, tôi sẽ cắt một nửa phần phía trên của cái bóng bóng này, các bạn nhìn bóng bóng này chưa? Xóa đi. Nhìn xóa đi ạ. Ctrl D xóa đi thì có phải nó chỉ còn một đoạn dưới không ạ? Nhá, Ctrl D. Thì sau khi Ctrl D xong thì bạn chỉ việc sao cầm này đối tượng đặt lên trên. Cái này cái trong website này người ta làm suốt ngày mà em. Có nhìn này không ạ? Đây là cái đầu tiên nhá. Có nhìn này chưa? Cái này trong web người ta làm thường xuyên, thậm chí là khi các bạn làm catalog bạn cũng phải làm chiêu thức này. Nhưng với cái cách là tôi cái này muốn làm được thì tôi phải vẽ cái hình tròn nó nhòe nhòe này và tôi phải cắt mất phần phía trên và tôi đặt sát cái mép ảnh thì nó sẽ đẹp ngay. Chứ vậy em đặt trơn một cái ảnh nhá, đặt trơn cái ảnh thì nó sẽ bị thô và chúng ta sẽ không làm được điều này. Ok, tôi sẽ bỏ cái giá trị đầu tiên thì nhảy đi. Cách giá trị thứ hai tôi sẽ làm là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Các bạn có thấy là vùng chọn đối tượng không ạ? Và tôi chọn layer dưới của thằng layer 7 này. Tôi đập ram layer mới và tôi đổ một cái màu đó là màu gì? Ctrl D. Thì các bạn có gợi ý tôi có cái màu nhảy không ạ? Đổ bên dưới mà. Nhìn đổ bên dưới chưa? Ctrl Shift U là trở về gì? Đen trắng. Sau đó thì chúng ta dùng lệnh Ctrl T. Trong phần Ctrl T nó có tính năng là bẻ cong. Các bạn nhìn bẻ cong chưa? Nhìn này, tích vào đây một cái. Chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta đẩy lên trên. Chúng ta cầm điểm này chúng ta đẩy lên trên. Bây giờ chúng ta đã tạo ra cái không khí cho cái đường cong này. Ctrl T tiếp lần thứ hai. Dùng Ctrl Shift An để ra góc để kéo đều hai cái vào nhau. Ctrl Shift An biết chưa? Ctrl Shift An là kéo đều hai góc này. Nhìn chưa? Ok. Và sau khi làm xong thì cái đối tượng này đang bị cứng bởi vì tôi đang làm bóng trong đối tượng khung ảnh. Tôi sẽ làm chọn filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Bạn thấy nó sẽ nhòe này. Nhìn nào, ấn số 50% bạn sẽ có giá trị đầu tiên. Nhưng cái này không được rõ nét bởi vì liên quan đến một cái thứ nữa là bạn dùng cái vạch màu trắng này thì cực kỳ đẹp. Ví dụ bạn nhìn này, tôi vẽ một cái vạch màu trắng nha. Nhìn vùng chọn chưa? Ok, thử nhá. Nhìn này, lập ra layer mới. Nhìn layer mới này. Và tôi đổ một cái màu trắng được không ạ? Đây. Cái này các bạn chỉ cần cho xuống. Bạn có thấy là tự nhiên nó có viền và nó có bóng đổ của cái khung ảnh đấy không ạ? Nhìn chưa? Thì đây là cách trình bày số 2 của việc làm khung viền web. Người ta cái này dùng rất nhiều trên website. Đó. Bạn nào tôi cho bạn biết là khi mà đi học một cái website ấy, người ta phải dạy từng tí một, là dạy banner nhau có bao nhiêu loại banner khác nhau. Phải làm từng chút một như vậy thì bạn biết là cái trình độ Photoshop. Vậy thì khi muốn học được website thì chắc chắn Photoshop bạn phải cực kỳ cứng, cực kỳ vững thì mới học. Chứ còn không thì các bạn sẽ thấy là tôi cứ thao tác nó sẽ ra. Mà toàn bằng những cái hình cơ bản. Còn loại thứ hai nó là gì? Chúng ta chuột phải vào đây. Lại quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Nhìn chưa? Lập ra một layer mới dưới nó. Đổ một cái màu. Các bạn có đồng ý tôi là tôi sẽ kéo xuống dưới là cái này không ạ? Lại làm như sao? Ctrl Shift U thì trở về đen gì? Đen trắng không ạ? Ctrl T. Ctrl T thì có biểu tượng là cắt. Thì lúc này các bạn sẽ chơi một trò như sau. Sổ xuống. Các bạn nhìn này, võng lên trên này, võng xuống dưới. Nhìn võng trên, võng dưới chưa? Ok, cầm điểm này, cầm này, kéo lên trên. Nhìn võng lên trên chưa? Ok, enter. Và sau khi làm xong cái này thì bạn sẽ dùng một thao tác nữa, đó là gì?
đã có được cái hình này đúng không? Là làm mềm bằng công cụ filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Làm trước cái này đã. Có được mềm đúng không? Bắt đầu tôi mới dùng cái công cụ vùng chọn giữa, tôi quét qua phần phía giữa. Đẩy sang bên này. Đẩy sang bên này. Shift F6 là làm mềm vùng chọn, đặt 100. Và tất nhiên sau khi làm mềm xong thì em xóa thì có phải nó sẽ bị đứt ở giữa không? Nhìn đứt giữa chưa? Ctrl T. Và sau khi đứt giữa xong bạn ấn vào Ctrl T cho tôi bóp bẹt lại thì bắt đầu nó sẽ như này. Cái này gọi là ánh sáng xuyên qua từ ở giữa ra đấy. Về. Và sau khi đã có này thì tất nhiên vẫn có phải có một cái viền trắng rồi thì nó sẽ sắc nét và đẹp hơn. Lập ra một layer mới và đổ một cái màu trắng. Nhìn này không? Thì đây chính là cách hệ thống tạo bóng và tạo viền cho một cái khung banner để các bạn thiết kế một cái website. Hiểu cái phần này chưa? Và tất nhiên chúng ta chỉ dùng mỗi công cụ đó là vùng chọn thôi. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ ngồi thực hành cho tôi một lúc. Thì tôi sẽ dạy cho bạn về hệ thống về hòa trộn. Đầu hết.